Chào bạn, trong video này, mình sẽ chỉ cho bạn tất cả những gì mà bạn cần biết để có thể tự kiểm định chiến lược giao dịch của chính bạn. Việc này còn được gọi là backtest. Đây là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt giữa 10% trader thành công và 90% trader thất bại. Video sẽ bao gồm những nội dung như thế này. Đầu tiên sẽ là những mindset liên quan đến việc backtest. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn bạn 4 bước để thực hiện việc backtest một cách chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả. Nội dung của phần này sẽ cực kỳ chi tiết từ cách chọn hình thức backtest phù hợp với loại hình chiến lược cho đến cách cài đặt, cách thao tác và mình cũng sẽ chia sẻ tài nguyên, phần mềm, biểu mẫu để đảm bảo là các bạn có thể làm được theo hướng dẫn. Trước khi bắt đầu, để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình, bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì backtest là gì? Backtest là quá trình áp dụng một chiến lược giao dịch hoặc một ý tưởng vào dữ liệu lịch sử để xem nó hoạt động như thế nào trong quá khứ tức là khi bạn đã có một chiến lược giao dịch, có thể là chiến lược do tự bạn xây dựng hay chiến lược do bạn học được từ ai đó, bạn không mang đi giao dịch ngay lập tức trên thị trường thực tế, mà bạn lấy chính chiến lược đó để áp dụng lên biểu đồ trong quá khứ để xem nó thắng thua, lời lỗ như thế nào. Đó chính là backtest. Vậy thì tại sao phải backtest? Để trả lời câu hỏi này thì mình muốn ôm lại một chút nội dung liên quan đến backtest mà mình đã nói trong video số 7, một video về trading map đã đăng trên kênh này. Trong đó thì sau khi bạn xây dựng xong chiến lược, thì bạn cần mang chiến lược đó đi kiểm tra với dữ liệu quá khứ hay còn gọi là backtest. Nếu kết quả tốt thì bạn mới sử dụng chiến lược đó để trade thật. Nếu kết quả backtest không tốt thì bạn phải điều chỉnh lại chiến lược rồi sau đó mới backtest lại lần nữa và cứ lặp đi lặp lại việc này cho đến khi nó có kết quả tốt. Như thế nào gọi là tốt thì mình sẽ nói ở phần sau của video. Như vậy thì nếu bạn không backtest thì có nghĩa là bạn sẽ trade ngay lập tức sau khi bạn có niềm tin rằng bạn đã có một chiến lược đủ tốt và thị trường thì không quan tâm đến niềm tin của bạn không quan tâm đến việc bạn học chiến lược đó của ai hay của thần thánh nào, thị trường sẽ luôn đưa ra một kết quả khách quan cho mỗi chiến lược cụ thể. Kết quả đó có thể là lợi nhuận hoặc là thua lỗ. Trong backtest thì nếu thua lỗ, bạn sẽ có được kinh nghiệm mà không mất gì. Còn nếu bạn trade thật, đặc biệt là khi trade với số tiền lớn, thì bạn sẽ mất trắng số tiền này một cách vô ích. Mình biết có rất nhiều bạn, đặc biệt là những người mới đi học chỗ này, chỗ kia, học phí rất là cao, có thể lên đến hàng trăm triệu một khóa. Thầy dạy thì làm hình ảnh rất hào nhoáng và chuyên nghiệp. Bạn tin vào hình ảnh của thầy, tin vào phương pháp của thầy, và mang chiến lược đó đi giao dịch ngay lập tức. Kết quả là bạn thua lỗ và trắng tay, vừa mất tiền học phí, vừa mất tất cả vốn liếng, thậm chí là nhiều bạn còn lặp đi lặp lại việc đi học, rồi tin tưởng mù quáng vào phương pháp vừa học, rồi thua hết như thế này nhiều lần trong hàng chục năm giao dịch thua lỗ. Để tránh đi vào vết xe đổ đó, bạn hãy xem hết video này để biết cách đánh giá các chiến lược dù nó là của ai trước khi giao dịch thực tế bằng tiền thật. Nhân tiện nói về việc học trading thì bản thân mình cũng có tổ chức các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, tất cả đều hoàn toàn miễn phí đã có hàng trăm người tham gia và giao dịch có lợi nhuận ổn định bạn hãy inbox facebook của mình để có thêm thông tin nói tóm lại thì backtest giúp cho bạn đánh giá hiệu quả của các chiến lược giao dịch và xác định bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào trước khi đưa chúng vào thực hành trong các tình huống giao dịch thực tế bằng cách thử nghiệm một chiến lược trên dữ liệu lịch sử bạn có thể có cách nhìn khách quan về cách nó hoạt động trong quá khứ dưới các điều kiện và tình huống thị trường khác nhau điều này giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng chiến lược của mình trong thực tế giúp bạn có kinh nghiệm xử lý các tình huống khác nhau Đồng thời thì việc này cũng giúp bạn có thể tối ưu chiến lược và điều chỉnh để cải thiện hiệu suất giao dịch mà không phải trả giá bằng tiền bạc. Khi xem đến đây thì mình tin là bạn đã sẵn sàng để nghe mình hướng dẫn các cách thức để thực hiện backtest một cách chuyên nghiệp. Bây giờ thì chúng ta hãy đi tiếp. Để bạn có thể backtest một cách chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả thì mình đề nghị bạn thực hiện thêm 4 bước sau. Bước 1. Xây dựng chiến lược Để bạn có thể backtest hiệu quả thì bạn phải định nghĩa được chiến lược của bạn một cách cụ thể và bắt buộc là bạn phải viết chiến lược đó ra ra giấy hay ra máy tính đều được nhưng bạn phải viết ra vấn đề lớn nhất của những người backtest mãi vẫn không có kết quả đó là bạn chỉ để những quy tắc ra vào lệnh ở trong đầu mà không viết ra đến khi thực hiện backtest thì bạn sẽ bị những yếu tố khác chi phối kết quả là bạn sẽ mất đi tính nhất quán trong quá trình backtest tức là lệnh này thì bạn vào lệnh theo nguyên tắc này nhưng lệnh khác bạn lại thay đổi một chút rồi lại một chút cứ như vậy độ nhiễu trong dữ liệu backtest sẽ rất lớn và một khi bạn mất đi tính nhất quán dẫn đến dữ liệu bị nhiễu thì dữ liệu mà bạn thu được sẽ không còn ý nghĩa mình sẽ nói kỹ hơn việc này ở bước số 4. Tóm lại thì chiến lược giao dịch của bạn có thể theo bất kỳ trường phái nào, Price Action, Indicator hay SMC, nhưng bạn phải viết nó ra thật cụ thể. Nếu bạn chưa có một chiến lược cụ thể nào thì bạn có thể tham khảo các video trên kênh của mình. Những video mà mình đã hướng dẫn rất chi tiết để bạn có thể xây dựng một chiến lược giao dịch. Nếu xem hết các video mà bạn vẫn không tự xây dựng chiến lược được thì hãy inbox Facebook của mình để tham gia các khóa học hoàn toàn miễn phí. Ở đó mình sẽ cầm tay chỉ việc để đảm bảo là bạn có thể tự xây dựng chiến lược cho riêng mình cũng như biết cách backtest chính chiến lược đó và đưa vào giao dịch thực tế. Mình nhắc lại là các khóa học này sẽ hoàn toàn miễn phí. Để bạn dễ hình dung là bạn nên viết chiến lược ra như thế nào trước khi tiến hành backtest thì mình sẽ để một số hình ảnh chiến lược mẫu ở đây. Bạn có thể bấm dừng màn hình để xem hoặc inbox Facebook của mình để nhận được các file PDF của các chiến lược này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bước 2. Bước 2 lựa chọn loại hình và nền tảng để backtest. Trong bước số 2 này sẽ có hai bước nhỏ, một là lựa chọn loại hình và hai là lựa chọn nền tảng. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về việc lựa chọn loại hình để backtest. Ở phần này, bạn sẽ cần chọn một trong hai loại hình, một là backtest tự động và hai là backtest thủ công. Để bạn có thể hiểu rõ đặc điểm của hai loại hình này trước khi bạn đưa ra quyết định là nên chọn loại nào, thì ở đây mình sẽ đưa ra một bảng so sánh giữa hai loại hình này dựa vào năm tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là khả năng lập trình của bạn. Nếu bạn chọn backtest tự động thì đồng nghĩa là bạn cần phải biết lập trình hoặc bạn thuê người khác lập trình cho bạn. Ngược lại, đối với backtest thủ công thì bạn không cần phải biết về lập trình. Và đối với tiêu chí này thì ưu thế nghiêng về backtest thủ công. Tiêu chí thứ hai là loại hình chiến lược. Để bạn có thể backtest tự động thì bạn phải viết ra được một robot có thuật toán vào lệnh, thoát lệnh hoàn toàn tự động. Đối với các chiến lược tự động này, sẽ rất khó để bạn có thể lập trình cho thuật toán nhận diện chính xác các mô hình của các chiến lược như là Price Action hay là Smart Money Concept. Mình nói khó có nghĩa là vẫn làm được, nhưng độ chính xác là không cao vì vậy, các chiến lược giao dịch tự động thường dựa trên nền tảng của các chỉ báo là chủ yếu. Nói tóm lại là việc backtest tự động sẽ phù hợp hơn với các loại chiến lược xây dựng trên nền tảng các chỉ báo như là đường trung bình, Bollinger Band, Ichimoku, ASI, MFI, vân vân và không phù hợp với các chiến lược phải nhận diện các mô hình như là mô hình nến hay là mô hình biểu đồ. Ngược lại, đối với backtest thủ công thì bạn có thể test bất kỳ chiến lược nào dù chiến lược đó dựa trên nền tảng của bất kỳ trường phái nào. Price Action, Indicator, Smart Mini Concept, VSA hay là Wyckoff, vân vân. Cho nên là trong tiêu chí này thì ưu thế nghiêng về backtest thủ công. Tiêu chí thứ ba là hình thức thống kê dữ liệu. Đối với hình thức backtest tự động thì việc thống kê dữ liệu cũng sẽ hoàn toàn tự động dựa vào hệ thống có sẵn của phần mềm, bất kể là bạn chọn nền tảng nào. Ngược lại đối với backtest thủ công thì sẽ tùy thuộc vào nền tảng mà bạn chọn, sẽ có nền tảng thống kê dữ liệu tự động cho bạn và sẽ có nền tảng mà chính bạn sẽ phải thống kê và xử lý dữ liệu thủ công bằng các công cụ như là Excel. Phần này mình sẽ nói kỹ hơn ở bước số 4 của quy trình backtest. Như vậy thì ở tiêu chí này, ưu thế nghiêng về backtest tự động. Tiêu chí thứ 4 là khả năng tùy biến tham số. Trong quá trình backtest sẽ có đôi lúc bạn muốn điều chỉnh tham số. Ví dụ bạn muốn thay đổi độ dài đường trung bình từ IMA 50 thành IMA 20 hay đổi tỷ lệ reward trên risk từ 2 trên 1 thành 3 trên 1 chẳng hạn. Việc này sẽ được thực hiện dễ dàng nếu bạn sử dụng các phương pháp backtest tự động bạn chỉ cần thay đổi tham số trong phần setting, chạy lại dữ liệu là sẽ có kết quả mới. Đối với backtest thủ công, bạn vẫn tùy biến tham số được một cách thoải mái, nhưng vấn đề là mỗi lần bạn tùy biến tham số thì nó sẽ trở thành một chiến lược mới và bạn sẽ phải vào lệnh thoát lệnh thủ công lại từ đầu và thống kê dữ liệu thành một bản dữ liệu mới, có nghĩa là bạn sẽ mất công hơn rất nhiều. Và ở tiêu chí này thì ưu thế nghiêng về backtest tự động. Tiêu chí thứ năm là khả năng mô phỏng. Một phương pháp backtest tốt phải mô phỏng được môi trường giao dịch thực tế tức là phải thu hẹp tối đa khoảng cách giữa môi trường backtest với môi trường giao dịch thực tế, tùy thuộc vào nền tảng backtest mà sự mô phỏng này đã tốt hay không. Điều này thì mình sẽ nói kỹ hơn ở bước 2.2 về cách lựa chọn nền tảng backtest ngay sau phần này. Tuy nhiên, có một lưu ý ở đây là nếu bạn backtest tự động rồi lại giao dịch thủ công, thì sẽ có một khoảng cách lớn về kết quả giữa backtest và giao dịch thực tế. Vì khi giao dịch thủ công thì kết quả sẽ bị sai lệch do tâm lý và kỷ luật trong giao dịch tóm lại thì việc backtest tự động với một nền tảng tốt thì sẽ có khả năng mô phỏng tốt trong trường hợp sau khi backtest xong bạn cũng sẽ giao dịch tự động và sẽ mô phỏng không tốt nếu sau khi backtest tự động thì bạn lại giao dịch thủ công đối với backtest thủ công cũng tương tự như backtest tự động bạn chọn backtest thủ công thì khi giao dịch trên chiến lược vừa backtest xong bạn cũng phải giao dịch thủ công đối với giao dịch thủ công thì bạn cũng cần một nền tảng backtest mô phỏng tốt thì mới có kết quả sát với thực tế mình sẽ nói kỹ hơn về nền tảng ở phần sau. Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng đối với khả năng mô phỏng của loại hình backtest thủ công. Đó là bạn sẽ phải kiên trì, chăm chỉ thực hiện hàng nghìn lần vào lệnh, thoát lệnh để luyện tập cách phân tích, phản xạ, kỷ luật và tâm lý trong giao dịch. Số lượng lệnh backtest càng nhiều thì mức độ mô phỏng thực tế sẽ càng cao và nó sẽ quyết định kết quả của bạn khi giao dịch theo thời gian thực. Đối với tiêu chí này thì theo mình ưu thế không nghiêng hẳn về bên nào. Bây giờ thì bạn hãy xem lại lần nữa bảng so sánh năm tiêu chí mà mình vừa nói. Như bạn có thể thấy, việc lựa chọn backtest tự động hay là thủ công sẽ phụ thuộc rất nhiều vào loại hình chiến lược mà bạn đã xây dựng ở bước 1. Cho nên, nhiều người trong số các bạn sẽ chọn loại hình backtest trước rồi mới xây dựng chiến lược, đặc biệt là những bạn đã có sẵn kỹ năng lập trình. Tóm tắt lại phần này thì ai nên chọn backtest tự động và ai nên chọn backtest thủ công. Những người nên chọn backtest tự động là những người sau đây. Thứ nhất, là những người không đủ kiên nhẫn để backtest thủ công. Thường là các bạn coder, những người đã quen giải quyết các vấn đề bằng thuật toán, thì các bạn sẽ có xu hướng muốn backtest tự động. Mình đã làm việc khá nhiều với các bạn có background là lập trình viên, nên mình rút ra kinh nghiệm là các bạn hầu như không muốn backtest thủ công. Thứ hai là những người có khả năng lập trình, hoặc có người khác lập trình thay thế đủ tin cậy. Mình nhấn mạnh chữ đủ tin cậy, vì quá trình lập trình sẽ cần điều chỉnh sửa đổi thuật toán rất nhiều nếu đối tác lập trình của bạn không đủ kiên nhẫn và bỏ dở giữa chừng, thì công sức của bạn sẽ bị bỏ phí. Thứ ba là những người có chủ đích chọn hình thức giao dịch tự động. Như mình đã nói ở phần trên, một chiến lược giao dịch tự động được backtest tự động, thì đến khi giao dịch cũng phải giao dịch tự động. Và khi bạn chọn giao dịch tự động thì bạn phải hiểu là cách giao dịch tự động bằng thuật toán sẽ có những khác biệt lớn so với giao dịch thủ công. Ví dụ như hiện nay thì các thuật toán hiệu quả trên thị trường giao dịch tự động thường là các chiến lược trung bình giá hay còn gọi là DCA, cân lệnh hay còn gọi là hedging, gấp khối lượng giao dịch lên theo một hệ số nhân hay còn gọi là martingale sẽ rất khó để bạn có thể xây dựng một thuật toán hiệu quả giao dịch theo reward trên risk như cách mà bạn giao dịch thủ công. Điều này mình sẽ nói kỹ hơn trong một video khác chuyên về chủ đề giao dịch tự động. Cũng chính vì những đặc điểm đặc thù này nên backtest tự động không phải là loại hình dành cho số đông trader. Ở chiều ngược lại thì backtest thủ công lại là loại hình phù hợp với số đông trader vì bạn không cần phải tiếp cận lĩnh vực giao dịch tự động và các ngôn ngữ lập trình xa lạ với bản thân bạn chỉ cần học cách sử dụng các nền tảng có sẵn sử dụng vài ngày là có thể thành thạo cho nên có thể nói backtest thủ công là hình thức dành cho mọi người ai cũng có thể làm được và có thể làm một cách hoàn toàn miễn phí cách thực hiện như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn ở phần sau của video ở đây mình phải lưu ý thêm đối với những bạn chọn backtest thủ công là bởi vì bạn đã chọn backtest thủ công nên chắc chắn là bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để có thể thực hiện công việc backtest này một cách hiệu quả, sự kiên trì và nỗ lực của bạn trong việc backtest hàng nghìn lệnh sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch thực tế và giúp cho khả năng bước vào hàng ngũ 10% trader thành công của bạn trở nên khả thi hơn. Đến đây thì mình tin là mỗi người trong các bạn đã chọn được cho mình loại hình backtest phù hợp với điều kiện của từng người. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bước 2.2. Bước 2.2 lựa chọn nền tảng để backtest có rất nhiều nền tảng cung cấp tính năng backtest. Chiến lược giao dịch cho người dùng, bạn chỉ cần tìm kiếm trên Google cụm từ Trading Strategy Backtesting Platform thì bạn sẽ dễ dàng tìm được hàng chục nền tảng khác nhau hỗ trợ tính năng backtest. Để tiết kiệm thời gian của bạn thì trong video này mình sẽ giới thiệu hai nền tảng rất phổ biến và chính mình cũng sử dụng hiệu quả trong nhiều năm qua. Nền tảng thứ nhất là TradingView và nền tảng thứ hai là MetaTrader với hai phiên bản là MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Ở đây mình có một lưu ý là trong video này, mình sẽ chỉ tập trung vào MetaTrader 4, viết tắt là MT4. Lý do là dù MT5 có nhiều cải tiến so với MT4, tuy nhiên cho đến hiện tại thì các tài nguyên như là chỉ báo, công cụ, robot giao dịch tự động thì trên nền tảng MT4 vẫn đa dạng và hỗ trợ cho công việc giao dịch tốt hơn so với MT5. Quay lại nội dung chính của phần này, bây giờ mình sẽ đưa ra một bảng so sánh giữa tính năng backtest của TradingView và của MetaTrader 4 để bạn dễ hình dung về điểm mạnh của từng nền tảng. Từ đó thì bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho chính mình. Tiêu chí thứ nhất là giao diện và tính tiện dụng. TradingView có giao diện hiện đại, thân thiện và rất dễ sử dụng. Đây cũng là điểm mạnh nhất của nền tảng này. Ngược lại thì MT4 có giao diện cũ kỹ, nhìn có vẻ lỗi thời và hơi khó sử dụng đối với người mới. Tiêu chí thứ hai là dữ liệu. Dữ liệu là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định nền tảng backtest đó có tốt hay không. Vì dữ liệu đủ dài, đủ chi tiết và có độ chính xác cao thì kết quả backtest của bạn mới có giá trị ở tiêu chí này thì có thể nói TradingView có một điểm yếu lớn bởi vì TradingView là một nền tảng đa dạng dữ liệu theo chiều ngang với nhiều thông tin và thị trường khác nhau. Nhưng ở chiều sâu dữ liệu cho từng mã giao dịch thì TradingView còn thua kém khá xa so với các nền tảng khác. Bạn cũng không có cách nào import dữ liệu từ bên ngoài vào TradingView để tiến hành backtest. Ngược lại trên MT4 thì bạn có thể tùy biến dữ liệu từ các nguồn tài nguyên bên ngoài như là các sàn giao dịch hay các bên cung cấp phần mềm đi kèm dữ liệu như là Sub4FX hoặc các bên cung cấp dữ liệu độc lập như là Tick Data. Tóm lại thì về mặt dữ liệu, MT4 có nhiều giải pháp để cải thiện chiều sâu và độ chính xác hơn rất nhiều so với TradingView. Tiêu chí thứ ba là khả năng mô phỏng. TradingView chỉ có thể mô phỏng dữ liệu dạng nến theo giá OHLC, tức là chỉ có giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất của từng thanh nến mà không có dữ liệu khi giá đang di chuyển trong quá trình hình thành cây nến. Điều này dẫn đến việc khi bạn chuyển khung thời gian trong lúc backtest thì dữ liệu cũng sai lệch. Ví dụ bạn đang backtest ở khung 1 giờ, giá đóng cửa ở đây. Lúc bạn kiểm tra khung 1 ngày thì giá lại đóng cửa ở đây. Ngoài ra khi backtest thủ công thì TradingView cũng không thể mô phỏng các yếu tố như chênh lệch giá, quy mô tài khoản, đòn bẩy hay các cách khớp lệnh khác nhau. Những yếu tố này chỉ có thể thực hiện khi backtest tự động bằng thuật toán. Tóm lại thì khả năng mô phỏng của TradingView là khá yếu và bạn không có cách nào để cải thiện. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng có sẵn của TradingView mà thôi. Ngược lại thì MT4 với các phần mềm hỗ trợ bên ngoài có thể mô phỏng thị trường hoàn toàn như thật với dữ liệu tích data. Dành cho bạn nào chưa biết thì tích data là dữ liệu cây nến di chuyển theo từng tích như thế này. Nhờ đó sẽ mô phỏng thị trường giống hoàn toàn với thực tế đã diễn ra. Ngoài ra thì MT4 cũng có thể mô phỏng kích thước tài khoản, đòn bẩy, trên lệch giá và các cách khớp lệnh khác nhau. Và việc mô phỏng này có thể thực hiện cho cả hai trường hợp, backtest thủ công và backtest tự động. Tóm lại thì MT4 có khả năng mô phỏng thị trường tốt hơn rất nhiều so với TradingView. Tiêu chí thứ tư là chi phí. TradingView View với giao diện hiện đại, bắt mắt, dễ sử dụng nên chi phí cũng khá cao. Bạn sẽ mất từ 155 đô la đến 599 đô la một năm theo giá niêm yết hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý thêm là TradingView không chỉ dùng để backtest mà còn dùng để cung cấp thông tin đa dạng đa thị trường. Vì vậy, người dùng nền tảng này vẫn rất đông đảo. Và nếu từ trước đến giờ bạn đã dùng và đã trả tiền cho TradingView rồi nhưng chưa từng backtest trên nền tảng này thì không có lý do gì bạn không tận dụng thêm tính năng backtest của TradingView để cải thiện kết quả giao dịch mà không làm phát sinh thêm chi phí. Đối với MT4 thì hầu như bạn có thể sử dụng và backtest hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn muốn cài thêm các Expert Advisor gọi tắt là EA là các phần mềm bên ngoài để hỗ trợ thì chi phí cũng khá rẻ nếu so với TradingView. Ví dụ nếu bạn mua Shop4FX, một phần mềm backtest quen thuộc trên nền tảng MT4 thì nó cũng chỉ có giá 109 đô la cho quyền sử dụng trọn đời. Khi nói đến vấn đề chi phí thì bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm là trong video này mình sẽ cung cấp các giải pháp hoàn toàn miễn phí cho cả trường hợp của TradingView và trường hợp của MT4. Chi tiết như thế nào thì mình sẽ nói ở bước số 3. Tóm lại ở phần này thì tùy vào trải nghiệm của chính bạn để bạn có thể chọn một trong hai nền tảng hoặc bạn có thể chọn cả hai nền tảng. Vì như mình nói thì mình sẽ cung cấp giải pháp miễn phí cho các bạn. Tuy nhiên ở góc độ một người đã backtest nhiều năm thì mình vẫn nghiêng về nền tảng MT4 nhiều hơn với nguồn dữ liệu dồi dào và khả năng mô phỏng chính xác thị trường thực tế. Tới đây thì chắc chắn là số đông trong các bạn, đặc biệt là các bạn mới sẽ vẫn còn rất mơ hồ về các hình thức và các nền tảng backtest này. Vì vậy, để các bạn có thể hiểu rõ từng tận và biết cách sử dụng hiệu quả từng nền tảng thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến bước 3 Trước khi đi tiếp, nếu bạn thấy thích video này và muốn xem thêm các video tương tự thì hãy bấm nút like để cho mình biết nha Cảm ơn bạn rất nhiều Bước 3. Thực hiện backtest Thực hiện xong bước 1 và bước 2 thì các bạn đã xây dựng được một chiến lược biết cách chọn được loại hình và nền tảng để backtest Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cách chi tiết những gì mà bạn cần làm khi thực hiện backtest Với những nội dung đã nhắc đến ở phần trước thì về cơ bản mình đã cung cấp cho bạn bốn lựa chọn bao gồm backtest tự động trên TradingView, backtest tự động trên MT4, backtest thủ công trên TradingView và backtest thủ công trên MT4. Bởi vì số đông các bạn sẽ không biết lập trình hay chưa tiếp cận được các đơn vị cá nhân lập trình đủ tin cậy. Vì vậy thì phần backtest tự động mình sẽ chỉ trình bày những ý tưởng quan trọng nhất mà không đi quá sâu vào thuật toán. Mục đích của phần này là để các bạn có thể hiểu được backtest tự động là như thế nào, cung cấp các từ khóa để các bạn có thể tự tìm hiểu sâu hơn nếu muốn Đối với backtest thủ công như mình nói bên trên thì đây là hình thức dành cho số đông ở mọi trình độ. Vì vậy, mình sẽ trình bày thật chi tiết để các bạn có thể thực hiện được một cách hiệu quả. Chúng ta bắt đầu luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về lựa chọn đầu tiên đó là backtest tự động trên nền tảng TradingView. Trước tiên bạn cần truy cập vào trang web tradingview.com. Nếu bạn không truy cập được thì có nghĩa là nhà mạng mà bạn đang dùng đã chặn trang web này. Bạn không cần quá lo lắng, để có thể truy cập bạn chỉ cần bấm vào đường link mà mình để bên dưới phần mô tả là được bạn cũng có thể yên tâm là bạn có thể sử dụng TradingView để backtest tự động mà không cần trả bất kỳ chi phí nào khi bạn đã truy cập được thì Trading view sẽ có giao diện như thế này tại đây bạn bấm vào product sau đó chọn supercharts giao diện biểu đồ nến sẽ hiện ra như thế này để bạn có thể tiến hành backtest chiến lược mà bạn đã xây dựng ở bước 2, thì bạn sẽ cần chuyển ý tưởng dưới dạng chiến lược mô tả này trở thành một thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình trong TradingView ngôn ngữ lập trình bạn cần dùng là By script và nơi mà bạn soạn những đoạn code này có tên là Pi Editor. Một này nằm phía bên dưới biểu đồ. Bạn bấm vào đây để mở ra cửa sổ soạn thảo thuật toán. Tới đây thì để cho bạn dễ hình dung, mình sẽ lấy một ví dụ minh họa về chiến lược và thuật toán. Đối với các chiến lược tự động thì cách hiệu quả nhất là dựa vào các chỉ báo. Vì vậy ở đây mình sẽ đưa ra một chiến lược dựa trên một chỉ báo rất cơ bản, đó là đường trung bình lũy thừa EMA. Chiến lược giao dịch sẽ như thế này. Mở lệnh mua khi EMA 20 cắt lên EMA 50. Mở lệnh bán khi EMA 20 cắt xuống EMA 50 đóng lệnh mua khi mở lệnh bán và đóng lệnh bán khi mở lệnh mua. Tại đây mình sẽ chuyển chiến lược này thành thuật toán như sau. Đầu tiên là đặt tên cho chiến lược. Sau đó đến phần khai báo biến. Đoạn này thì mình quy ước về việc khi nào thì vào lệnh mua và khi nào thì vào lệnh bán. Còn đoạn này thì quy định về thời điểm đóng lệnh mua và thời điểm đóng lệnh bán. Đoạn này là để hiển thị hai đường trung bình giá lên trên biểu đồ mình cũng thêm một đoạn code để bạn có thể thay đổi giá trị đường trung bình nếu bạn muốn. Đây là một chiến lược đơn giản chỉ nhằm mục đích minh họa mà thôi. Bạn có thể học cách lập trình các chiến lược tương tự hoặc phức tạp hơn bằng cách theo dõi các hướng dẫn trên YouTube thông qua các tutorial về buy Script như thế này. Cuối cùng, sau khi đã viết xong thì mình add chiến lược bài biểu đồ bằng cách bấm vào đây. Bạn có thể thấy là kết quả của chiến lược này đã hiện ra. Trên biểu đồ sẽ hiện các mũi tên về thời điểm mở lệnh mua và thời điểm mở lệnh bán Phần dữ liệu bên dưới thì sẽ bao gồm lợi nhuận, số lượng giao dịch, phần trăm các giao dịch có lời, tỷ lệ giữa số tiền lợi nhuận và thua lỗ, tỷ lệ sụt giảm tối đa (max drawdown), lợi nhuận trung bình của mỗi lệnh và cuối cùng là số nến trung bình của mỗi lệnh. Khi bạn thay đổi dữ liệu đầu vào thì các kết quả này sẽ thay đổi theo. Ví dụ như thay đổi khung thời gian, mã giao dịch hay độ dài đường trung bình chẳng hạn. Thì các kết quả này đều sẽ thay đổi theo. Nhờ vậy mà bạn sẽ biết được là đối với cùng một chiến lược thì mã giao dịch nào là có hiệu quả, mã giao dịch nào là kém hiệu quả, khung thời gian nào là có hiệu quả, khung thời gian nào là kém hiệu quả. Mình sẽ nói kỹ hơn về các số liệu thống kê này ở bước 4 của video. Cuối cùng thì bạn có thể lưu chiến lược này lại để sử dụng bằng cách bấm vào đây. Ngoài ra bạn cũng có thể public chiến lược này để chia sẻ với mọi người. Mình đã chia sẻ chiến lược này và mình sẽ để đường link của nó trong phần các tài liệu đính kèm của video. Bạn hãy inbox cho Facebook của mình để nhận các tài liệu này nha. Trên TradingView hiện tại cũng đã có rất nhiều chiến lược được chia sẻ miễn phí. Bạn có thể vào một indicator, chọn technical, sau đó chọn strategy và có thể kiểm tra kết quả của các chiến lược đang được chia sẻ miễn phí này trên mã giao dịch và khung thời gian mà bạn đang quan tâm. Bạn hãy thử và xem kết quả như thế nào nha. Tới đây thì về cơ bản bạn đã biết cách backtest tự động trên TradingView. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến bước 3.2. 3.2, backtest tự động trên nền tảng ft 4 Bây giờ chúng ta sẽ nói về lựa chọn thứ hai, backtest tự động trên nền tảng MT4. Đầu tiên thì bạn cần cài đặt phần mềm này vào máy tính. Mình sẽ để file cài đặt của cả phiên bản Windows và phiên bản macOS trong phần tài liệu đính kèm. Mình đã và sẽ nhắc đến khá nhiều tài liệu đính kèm trong video này. Bạn hãy inbox Facebook của mình để nhận được các tài liệu mà mình đã nhắc đến. Quay lại nội dung chính, MT4 là phần mềm hoàn toàn miễn phí nên bạn chỉ cần mở file cài đặt lên, chọn next sau đó chọn finish và xong. Đây là giao diện phần mềm MT4 khi được mở ra. Bước tiếp theo, bạn cần đăng nhập tài khoản giao dịch vào phần mềm này. Và để đăng nhập thì bạn cần có tài khoản giao dịch của một sàn nào đó, tài khoản thật hay demo đều được. Mình sẽ để đường link của sàn Agnes bên dưới mô tả của video để bạn có thể tạo tài khoản hoàn toàn miễn phí trên sàn này. Mình sẽ không hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản trong video này để tránh dài dòng. Thay vào đó, mình đã tạo sẵn hai tài khoản để bạn có thể thực hành. Thông tin hai tài khoản này mình đang để trên màn hình, bao gồm login ID password và server. Các bạn chỉ cần dùng thông tin này để đăng nhập và thực hành theo hướng dẫn của mình. Để đăng nhập thì bạn bấm vào một file, sau đó chọn Login to Trade Account. Phần mềm sẽ hiện ra một hộp thoại như thế này. Một Login, bạn điền Login ID vào. Sau đó bạn điền password và chọn server theo thông tin trên màn hình. Cuối cùng thì bạn bấm Login là xong. Bây giờ thì phần mềm MT4 của bạn đã sẵn sàng để có thể backtest tự động hoặc backtest thủ công. Phần này thì mình sẽ nói về backtest tự động phần backtest thủ công thì chúng ta sẽ quay lại để nói chi tiết ở bước 3.4. Để backtest tự động trên MT4 thì bạn cũng cần phải chuyển chiến lược giao dịch, dịch thành thuật toán dựa trên ngôn ngữ lập trình mà phần mềm MT4 sử dụng và ngôn ngữ đó có tên là MQL4. Để mở cửa sổ soạn thảo thuật toán MQL4 thì trên giao diện của MT4 bạn bấm vào tool và chọn MetaCode Language Editor. Cửa sổ soạn thảo thuật toán sẽ hiện ra như thế này. Bạn bấm vào một file New Chọn Expert Advisor bấm next đặt tên chiến lược bấm next bấm next lần nữa sau đó bấm finish cửa sổ soạn thảo thuật toán sẽ hiện ra như thế này trong phần này thì mình sẽ lấy ví dụ về chiến lược như đã nói ở phần backtest tự động trên trading view mở lên mua khi EMA 20 cắt lên EMA 50 và mở lên bán khi EMA 20 cắt xuống EMA 50 mình sẽ thêm điều kiện stop loss take profit theo số pip cố định trong chiến lược này cụ thể là stack profit 20 pip và stop loss 10 pip các thông số về giá trị đường trung bình khoảng cách stop loss profit thì bạn có thể thay đổi được trong phần setting lúc mà bạn backtest tương tự trên trading view thuật toán cũng bao gồm các phần đặt tên khai báo biến điều kiện vào lệnh và thoát lệnh mình xin phép là sẽ không đi sâu vào việc giải thích ngôn ngữ lập trình trong video này bạn có thể học lập trình mql 4 từ các khóa học hoặc học từ các tutorial trên youtube như thế này sau khi viết xong thuật toán thì bạn bấm compile để kiểm tra thuật toán có lỗi gì không sau đó bạn có thể lưu lại bằng cách chọn file CSV bạn cần lưu file này vào một export để có thể truy xuất và sử dụng về sau. Trong trường hợp bạn không phải là người lập trình mà người khác lập trình rồi gửi file cho bạn. Ví dụ như trong video này thì mình sẽ đính kèm file chiến lược này cho bạn. Thì làm sao bạn có thể chép chiến lược này vào phần mềm FT4 để test? Rất đơn giản, bạn chỉ cần tải file này về, bấm copy. Sau đó trên phần mềm FT4 chọn file Open Data Folder MVL4 và mở thư mục export sau đó dán file chiến lược đó vào đây, tác hợp thoại này đi. cuối cùng bạn bấm phải chuột vào Expert Advisor bên trái biểu đồ, chọn Refresh là xong. đến đây thì bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để backtest. bạn bấm Control R hoặc View Strategy Tester để mở ra giao diện backtest. phần chức năng này nằm bên dưới biểu đồ và có chữ Tester ở cạnh trái màn hình. bạn ra chuột vào đây và nắm kéo nó lên để xuất hiện các chức năng giúp bạn backtest. tại đây bạn có thể chọn Expert Advisor mà bạn vừa có xong bên trên chọn mã giao dịch cần test tại đây chọn khung thời gian tại đây chọn mức chênh lệch giá tại đây chọn ngày bắt đầu và kết thúc backtest tại đây bạn cũng có thể bấm vào export properties tại đây để điều chỉnh các thông số setting mà bạn đã lập trình như độ dài điểm trung bình hay khoảng cách stop loss take profit mà mình đã nói bên trên trong hội thoại này bạn cũng có thể chọn số tiền giả lập mà tài khoản sẽ dùng để thử nghiệm chiến lược trong một initial deposit sau đó bấm ok đến đây thì mọi thứ đã xong và bạn có thể bấm bắt đầu sau khi bạn bấm bắt đầu thì dữ liệu sẽ bắt đầu được thu thập để đưa vào biểu đồ backtest. Ở lần đầu tiên bằng test thì quá trình này sẽ hơi lâu một chút. Sau đó mọi thứ sẽ tự chạy cho đến khi hết thời gian test hoặc tài khoản của bạn bị cháy hết tiền. Sẽ có một âm thanh như thế này khi kết thúc. Lúc này bạn có thể bấm sang một result để xem kết quả từng lệnh, một graph để xem sự tăng giảm tài khoản bằng biểu đồ và đặc biệt quan trọng là một report để xem kết quả thống kê Tại đây thì bạn có thể xem được rất nhiều thông tin như lợi lỗ của chiến lược ở một profit, tỷ lệ tiền lãi trên tiền lỗ profit factor, tỷ lệ sụt giảm tài khoản absolute drawdown, số lượng lệnh trade và rất nhiều dữ liệu khác. Chúng ta sẽ quay lại nói nhiều hơn về những thông số này ở bước 4 về thống kê nha. Các kết quả này sẽ thay đổi khi bạn thay đổi các thông số trong phần setting. Ví dụ bạn quay lại phần setting và thay đổi một chi tiết trong phần này, bất kỳ là chi tiết nào. Sau đó bạn chạy lại quá trình backtest thì kết quả backtest sẽ thay đổi theo. Các thay đổi của bạn có thể là mã giao dịch, khung thời gian, độ dài để trung bình, quảng cáo stop loss, take profit, quy mô tài khoản, vân vân. Bất kể là bạn thay đổi điều gì trong phần setting thì kết quả backtest cũng sẽ thay đổi theo. Và dựa vào quá trình thử sai ở rất nhiều thông số khác nhau thì bạn sẽ biết được là liệu chiến lược này có hiệu quả hay không. Nếu hiệu quả thì thông số cài đặt nào là tối ưu cho việc tối đa số lợi nhuận và tối thiểu số rủi ro. Đến đây thì mình vừa nói xong một cách cơ bản nhất những gì mà bạn cần làm để backtest tự động trên MT4 mình cũng đã cung cấp đầy đủ phần mềm, tài khoản robot giao dịch cho các bạn. Tuy nhiên, đối với các bạn mới tiếp cận thì chắc chắn là những thao tác này sẽ ít nhiều gây khó khăn cho các bạn. Nếu bạn không tự thực hiện được và cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ Facebook của mình để tham gia cộng đồng Happy và tham gia các khóa học hoàn toàn miễn phí, nơi mà mình sẽ hướng dẫn chi tiết, trả lời từng câu hỏi của bạn và đồng hành với bạn trong hành trình đầy khó khăn của một trader. Kết thúc phần này thì mình đã nói xong về backtest tự động. Nếu bạn thấy quá phức tạp thì bạn có thể tạm thời quên nó đi luôn cũng được. Bạn hãy quay lại xem đoạn video này khi bạn thực sự hứng thú với giao dịch tự động. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về backtest thủ công và nó sẽ dễ hiểu, dễ thực hiện hơn rất nhiều. Chúng ta hãy đi đến bước 3.3. Trước khi đi tiếp, nếu bạn thấy thích video này và muốn xem thêm các video tương tự thì hãy bấm nút like để cho mình biết nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. 3.3 Backtest thủ công trên TradingView Bây giờ chúng ta sẽ đến với lựa chọn thứ ba để backtest. Đó là backtest thủ công trên TradingView. Bạn sẽ cần làm 3 việc để backtest thủ công trên nền tảng này. Một là bạn cần xác định chiến lược cần test. Hai là bạn cần mở được giao diện phần mềm và giao diện backtest lên. Ba là tiến hành backtest và ghi nhận dữ liệu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện từng việc một. Đầu tiên là xác định chiến lược cần test. Cách xây dựng chiến lược thì mình đã nói ở bước 1. Tại đây mình chỉ muốn nhắc lại là trước khi bạn tiến hành backtest thì bạn phải viết chiến lược ra một cách cụ thể. Mình sẽ lấy một chiến lược mẫu như đang để trên màn hình để làm ví dụ minh họa cho phần này. Việc thứ hai là bạn cần mở giao diện phần mềm và giao diện Backtest lên. Để mở TradingView lên thì bạn cần truy cập vào website tradingview.com. Lưu ý là nếu bạn gặp phải lỗi truy cập thì hãy sử dụng đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Sau khi bạn truy cập được thì giao diện của TradingView sẽ như thế này. Cũng giống như bước 3.1 bạn bấm vào Product, chọn Superchart. Giao diện của biểu đồ sẽ hiện ra như thế này. Tại đây bạn bấm vào nút Replay ở bên trên biểu đồ để mở bộ công cụ Backtest lên. TradingView sẽ vẫn cho bạn dùng tính năng replay này để backtest thủ công một cách miễn phí, nhưng nó chỉ cho bạn dùng tính năng này miễn phí ở khung một ngày trở lên. Còn khi bạn bật qua khung nhỏ hơn, ví dụ như khung một giờ chẳng hạn, thì phần mềm sẽ hiện ra một hộp thoại như thế này. Đại ý là nếu bạn muốn dùng tính năng replay này để backtest cho những khung thời gian nhỏ hơn khung một ngày, như khung 4 giờ, 1 giờ, 15 phút vân vân, thì bạn sẽ phải trả phí. Nhưng bạn hãy yên tâm như đã nói ở đầu video, thì mình sẽ đưa ra cho bạn các giải pháp miễn phí. Tại đây mình đưa ra 3 giải pháp. Giải pháp đầu tiên là bạn sẽ dùng bản dùng thử của TradingView bằng cách bấm vào đây. Bạn có thể dùng đầy đủ tính năng trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày thì bạn phải trả tiền. Giải pháp thứ hai là bạn có thể dùng trang web tương tự có địa chỉ là gocharting.com. Giao diện và tính năng của GoCharting khá tương đồng với TradingView. Và đây là trang web sẽ cho bạn backtest miễn phí không giới hạn thời gian. Giải pháp thứ ba là bạn có thể dùng giao diện TradingView của sàn giao dịch Exynos. Khi đăng nhập vào Axness, bạn bấm vào đây, sau đó chọn vào thiết bị đầu cuối Axness. Trang web trading của Axness sẽ hiện ra một giao diện biểu đồ như thế này. Đây là giao diện rút gọn của TradingView, bạn có thể dùng backtest hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ để đường link để đăng ký tài khoản Axness bên dưới phần mô tả của video. Bạn có thể bấm vào đó để đăng ký một tài khoản và bắt đầu sử dụng như mình vừa hướng dẫn. Nếu bạn không tự đăng ký được thì hãy inbox cho mình để nhận được hỗ trợ. Tại giao diện này, các bạn có thể bấm vào đây để chọn mã giao dịch. Bấm vào đây để mở ra tính năng Backtest và sử dụng các tính năng khác giống như trên Trading Như vậy là mình vừa cung cấp cho bạn ba giải pháp miễn phí dành cho ai muốn tiết kiệm. Còn bây giờ chúng ta quay lại giao diện chính của Trading View. Trên bảng có trả phí và mình sẽ hướng dẫn bạn trên phiên bản đầy đủ tính năng này. Trên giao diện này thì chúng ta đã bấm vào đây để mở tính năng Replay. Khi bấm vào tính năng Replay, màn hình sẽ xuất hiện một thanh công cụ phía dưới biểu đồ để bạn có thể sử dụng cho việc backtest. Đến đây thì bạn đã mở được giao diện backtest lên. Việc tiếp theo là bạn tiến hành backtest trên giao diện này và ghi nhận lại dữ liệu, bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình như sau. Đầu tiên, bạn cần chọn mã giao dịch mà bạn cần test. Bạn làm việc này bằng cách bấm vào dấu cộng góc bên phải màn hình. Sau đó gõ mã bạn cần test vào đây. Trong chiến lược gia đình, chúng ta test mã giao dịch vàng. Thì tại đây bạn gõ mã vàng XAUUSD. Sau đó bạn bấm vào dấu cộng ở đây để thêm mã giao dịch này vào danh sách bên phải. Sau đó thì bạn nhấp vào mã mà bạn cần test ở danh sách này là bạn đã chọn được mã giao dịch. Tiếp theo bạn chọn khung thời gian tại đây. Bạn chọn khung mà bạn giao dịch như trên chiến lược mà bạn đã viết ra. Như chiến lược này là khung 15 phút thì bạn chọn khung 15 phút. Tiếp theo bạn có thể cài đặt các chỉ báo như chiến lược mà bạn đã viết ra. Chúng ta hãy xem lại chiến lược mà mình đã nói bên trên. Về mặt chỉ báo thì chiến lược này chỉ sử dụng duy nhất đường EMA 50. Vì vậy bạn chỉ cần bấm vào indicator gõ EMA, chọn Moving Average Exponential. Chỉ báo sẽ hiện lên ở góc trái của màn hình. Bạn đã chuột lên tên của chỉ báo, nút setting sẽ hiện ra. Bạn bấm vào setting. Trong phần input, bạn chọn độ dài đường trung bình là 50. Trong một style, bạn chọn màu mà bạn thích, độ dày đường trung bình mà bạn muốn, sau đó bấm OK là xong. Như vậy là bạn đã cài đặt biểu đồ theo chiến lược cần test. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về các công cụ backtest ở bên dưới biểu đồ và cách dùng của chúng. Đầu tiên là nút jump to sau khi cài đặt biểu đồ xong, bạn bấm vào nút châm tu, một đường dọc màu xanh và hình một cái kéo hiện ra, giúp bạn cắt biểu đồ về một thời điểm bất kỳ trong quá khứ như thế này. để có thể thuận tiện cắt biểu đồ về một thời điểm xa hơn trong quá khứ, thì bạn có thể thu nhỏ biểu đồ lại như thế này rồi cắt, hoặc bạn chuyển qua khung thời gian lớn hơn như khung 1 giờ, sau đó cắt biểu đồ, rồi sau đó lại quay lại khung hiện tại là khung 15 phút. ngoài ra, nếu bạn lo lắng là khi thao tác cắt biểu đồ, bạn vô tình đã nhìn thấy xu hướng giá, ảnh hưởng đến tính khách quan của bạn khi backtest thì bạn có thể ra chuột vào cột giá nhấn giữ chuột trái và kéo xuống để không còn nhìn thấy xu hướng như thế này sau đó mới cắt biểu đồ tiếp theo bạn ra chuột vào bên dưới cột giá bấm vào chữ a ở đây để biểu đồ quay lại như bình thường và bạn có thể tiến hành phân tích sau khi đã cắt biểu đồ quay về quá khứ bạn có thể bắt đầu tu lại quá khứ của giá rồi dựa vào chiến lược đã định sẵn để tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng bạn cần thử vào lệnh mua bán và xem hiệu quả của chúng như thế nào để tu lại lịch sử biểu đồ thì bạn có hai cách là tu qua tự động hoặc là tu qua thủ công để tu qua tự động thì bạn bấm vào nút play ở đây hoặc phím Shift cộng với phím xuống bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ tua tự động bằng cách bấm vào đây và chọn tốc độ mà bạn muốn tuy nhiên việc tua qua tự động quá nhanh sẽ làm bạn bỏ lỡ những thời điểm mà bạn cần phân tích và vào lệnh ví dụ khi tốc độ tua nhanh bạn đã lỡ tua đến đây rồi thì bạn mới nhìn thấy trước đó có một điểm vào nếu bây giờ bạn quay lại và vào lệnh ở đây thì sẽ không còn khách quan nữa vì bạn đã biết trước hướng đi của giá. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều bạn backtest thì có kết quả rất tốt nhưng khi chơi thật thì lại thua lỗ. Vì vậy mình đề nghị bạn sẽ sử dụng tính năng tua qua từng thanh nến bằng cách bấm vào nút forward ở đây hoặc phím shift cộng với phím qua phải bằng cách tua qua chậm rãi từng thanh nến một. Mỗi lần bạn nhấp chuột thì biểu đồ sẽ tua qua một thanh nến. Như vậy thì bạn sẽ kiểm soát được tốc độ, giúp bạn có thời gian xem xét những đoạn nào cần phân tích để dừng lại. Nút tiếp theo là nút Jump to Real Time Chart. Khi bạn bấm vào đây thì biểu đồ sẽ quay lại thời điểm hiện tại. Lúc này thì bạn không nên bấm vào khi backtest vì nó sẽ khiến bạn thoát khỏi đoạn thị trường mà bạn đang test. Nút này mình thấy là trên view thiết kế có phần bị dư thừa vì khi bạn bấm vào nút tắt thanh công cụ hình dấu X ở đây thì biểu đồ cũng đã tự động quay về thị trường hiện tại rồi. Cuối cùng là cầm nút này. Chỗ có số 1 này là chỗ bạn có thể điền khối lượng vào lệnh. Chỗ hay nút Buy và nút Sell này là để vào lệnh Buy hoặc Sell. Nút Flatten là để thoát lệnh. Cá nhân mình không dùng cụm nút này vì nó không thể đặt Stop Loss và Take Profit ở một mức giá mà mình muốn. Nó chỉ có thể thoát lệnh bằng tay khi cây nến đã đóng lại. Nếu backtest mà bạn không thể cài đặt được Stop Loss và Take Profit tự động thì rõ ràng là không ổn. Tóm lại thì chỉ có hai nút quan trọng mà bạn cần dùng là nút Jump To để quay lại quá khứ và nút Forward để tu qua từng thanh nến. Mình vừa giới thiệu xong các công cụ backtest mà TradingView cung cấp cho bạn. Bây giờ mình sẽ thao tác, phân tích và vào lệnh để bạn dễ hình dung hơn. Chúng ta hãy nhìn lại chiến lược giả định này. Về cơ bản thì chiến lược mà mình đưa ra ở đây cần 3 thứ. Một là vào lệnh ở khung 15 phút theo xu hướng khung 1 giờ, xu hướng tăng thì buy, xu hướng giảm thì sell. Hai là vùng vào lệnh phải có hợp low key level với một trong hai yếu tố là EMA hoặc trendline. Ba là có mô hình nến xác nhận. Bây giờ chúng ta phân tích nha. Bước 1 chúng ta cần xác định xu hướng của khung 1 giờ. Mình đang ở khung 15 phút và để xác định xu hướng thì mình bật qua khung 1 giờ để xem cấu trúc thị trường Tại đây giá đang tạo đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Như vậy thị trường đang có một uptrend ở khung 1 giờ. Trong một uptrend thì chúng ta sẽ canh buy. Ở đây mình có một lưu ý là khi chuyển khung thời gian thì giá sẽ luôn dừng lại ở thời điểm đóng nến của từng khung thời gian. Nên khi bạn chuyển từ khung 15 phút sang khung 1 giờ thì giá đóng nến sẽ khác nhau. Ví dụ giá vàng ở khung 15 phút đang là 2049.58 Còn ở khung 1 giờ lại là 2048.23 Tức là khi bạn bật qua khung lớn hơn để xem biểu đồ thì vô tình bạn đã biết trước diễn biến của giá ở khung nhỏ. Điều này sẽ làm mất đi một phần tính khách quan trong quá trình backtest. Đây cũng là một trong các điểm yếu của TradingView trong backtest thủ công mà mình đã nói ở phần đầu video. Bước 2, sau khi đã xác định xu hướng ở khung 1 giờ, bạn bấm vào đây để quay lại khung 15 phút. Bây giờ bạn cần xác định Key Level và Trendline để tìm điểm hợp lưu. Tại đây chúng ta có một vùng giá có sự hợp lưu của Key Level, Trendline và EMA50. Chúng ta sẽ chờ giá phản ứng với vùng giá này để tìm cơ hội vào lệnh buy thì bạn xác định thời điểm này bạn chỉ canh buy thay vì sell và bạn xác định là bạn chỉ nên buy ở vùng giá cụ thể này thì cái việc mà bạn xác định như vậy gọi là lên kế hoạch giao dịch tức là bạn đưa ra một kịch bản vào lệnh phù hợp trước khi thị trường di chuyển và chờ nó xảy ra nếu nó xảy ra giá quay lại đúng vùng giá này rồi có xác nhận thì bạn vào lệnh nếu không thì bạn bỏ qua lúc này bạn lại phân tích tiếp và chờ cơ hội tiếp theo giao dịch chính là như vậy lên kế hoạch và chờ đợi thị trường mang lại cơ hội cho bạn Chứ bạn không nên chạy theo diễn biến của thị trường một cách mất kiểm soát và không có kế hoạch gì. Quay lại biểu đồ này, bạn bấm vào nút forward tại đây để tua qua từng thanh nến và chờ tín hiệu vào lệnh xảy ra. Bước 3 khi giá đã tiếp cận và phản ứng với vùng hợp lưu thì bạn cần chờ tín hiệu xác nhận là một trong các mô hình nến này. Điều mà bạn đã viết ra cụ thể trong các chiến lược giả định. Về mô hình nến thì mình cũng đã có một video rất chi tiết trên kênh này, bạn có thể tìm xem nha. Bạn tiếp tục bấm tua qua một vài thanh nến nữa. Đến đây thì đã xuất hiện mô hình nến ba lính trắng. Bạn có thể vào lệnh tại đây stop loss dưới vùng hợp lưu này, take profit với tỷ lệ 2 trên 1 như chiến lược đã đề ra. Để gia lập việc bạn vào lệnh buy tại đây thì bạn bấm vào thanh công cụ này, chọn công cụ long position cho lệnh buy, công cụ short position cho lệnh sell. Ở đây chúng ta đang buy nên mình chọn long position. Tiếp theo bạn ra chuột vào đúng mức giá hiện tại để gia lập là bạn đang vào lệnh market. Nhấp chuột trái để công cụ long position hiện ra. Điều chỉnh stop loss, take profit như kế hoạch. Sau đó bạn tiếp tục bấm vào nút tua qua để xem kết quả. Sau khi lệnh của bạn chạm vào stop loss hoặc take profit thì bạn có thể ghi nhận lại dữ liệu của lệnh đó vào một file như thế này. File này thì mình đã làm sẵn và nó cũng nằm trong phần tài liệu đính kèm của video này. Bạn hãy nhớ inbox Facebook của mình để nhận tài liệu. Trong file này, bạn đi ngày vào lệnh tại đây, ngày thoát lệnh tại đây. Lệnh này là lệnh buy thì ghi vào đây là buy. Nếu lệnh này là lệnh sell thì ghi vào đây là sell. Nếu bạn thua thì ghi số tiền thua vào đây. Nếu bạn thắng thì ghi số tiền thắng vào đây. Lệnh này bạn thắng được 2R với giá trị rủi ro là R bằng 500 đô la thì có nghĩa là bạn lời được 1.000 đô la Lúc này, giá trị tài khoản của bạn hay còn gọi là balance sẽ bằng 10.000 đô la tiền vốn cộng với 1.000 đô la tiền lời bằng 11.000 đô la. Phần hình ảnh thì bạn dán link của hình ảnh biểu đồ thể hiện lệnh mà bạn vừa giao dịch vào đây. Bạn làm điều này bằng cách bấm vào nút chụp hình ở góc trên bên phải màn hình trading view. Sau đó chọn copy link rồi quay lại phải thống kê và dán đường link này vào. Bạn cũng có thể ghi lý do vào lệnh tới đây để sau này nhìn lại cho dễ nhớ và có thể ghi thêm ghi chú nếu cần sau khi đã hoàn thành việc ghi nhận dữ liệu, bạn mới quay lại biểu đồ tiếp tục phân tích điểm vào mới. Và sau khi kết thúc lệnh tiếp theo, bạn lại ghi nhận dữ liệu như mình vừa hướng dẫn. Bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho hàng trăm, hàng nghìn lệnh, càng nhiều lệnh thì kỹ năng của bạn sẽ càng hoàn thiện và số liệu thống kê của chiến lược sẽ chính xác hơn sau khi bạn đã thực hiện đủ số lệnh cần thiết để thống kê, ví dụ ở đây là 100 lệnh, thì bạn có thể xem số liệu thống kê mà mình đã để sẵn công thức trong bản tính này. Tại đây để giữ cho mọi thứ đơn giản thì mình chỉ đưa ra ba con số thống kê quan trọng là tỷ lệ thắng, tỷ lệ reward trên risk trung bình và tỷ lệ sụt giảm tối đa max drawdown. Tỷ lệ thắng thì công thức mình đã cài đặt sẽ tự tính như ở đây, công thức tính ra tỷ lệ thắng là 50%. Tỷ lệ reward trên risk trung bình trong chiến lược này là tỷ lệ cố định 2 trên 1, nên tất nhiên nó sẽ là bằng 2 trên 1 nếu bạn quy định tỷ lệ khác trong chiến lược thì nó sẽ là một tỷ lệ khác. Tỷ lệ sụt giảm tối đa max drawdown thì bạn sẽ lấy đoạn sụt giảm lớn nhất ra để tính. Như ở đây là đoạn này. Bạn lấy giá trị tài khoản ở đỉnh là 32.500 đô, trừ cho giá trị ở đáy của đoạn sụt giảm là 26.500 đô và chia cho giá trị ở đỉnh tức là chia cho 32.500 đô để ra được tỷ lệ sụt giảm tối đa như ở đây là 18,46%. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về ý nghĩa của các thông số này ở bước 4 về thống kê cũng là bước cuối cùng của video. Quá trình backtest trên review này sẽ được bắt đầu bằng một chiến lược với định nghĩa rõ ràng về mã giao dịch, khung thời gian, điều kiện vào lệnh, thoát lệnh, chỗ đặt stop loss, take profit, quy mô vốn, rủi ro từng lệnh và loại lệnh sẽ vào. Vì vậy nếu bạn thay đổi bất kỳ điều gì trong phần định nghĩa chiến lược này thì bạn sẽ phải thực hiện lại quá trình backtest để kiểm định lại kết quả của nó. Quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy để hỗ trợ cho quá trình backtest thủ công và thống kê trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn mình sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn cuối cùng để backtest ở bước 3.4. Trước khi đi tiếp, nếu bạn thấy thích video này thì hãy bấm nút like, Surprise và đừng quên inbox Facebook của mình để tham gia cộng đồng Happy và các khóa học hoàn toàn miễn phí. 3.4 backtest thủ công trên MT4. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến lựa chọn cuối cùng mà mình giới thiệu với bạn trong video này. Đó là backtest thủ công trên MT4. Đây có thể nói là cách hiệu quả nhất để backtest thủ công cả về tính tiện dụng chi phí và mức độ chính xác khi so sánh giữa kết quả backtest và kết quả giao dịch thực tế. Ở bước này mình sẽ chia làm 3 phần. Phần 1 mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt. Phần 2 mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm. Phần 3 mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện backtest. Bây giờ hãy bắt đầu với phần cài đặt nha. Đầu tiên thì bạn cần mở phần mềm MT4 lên và đăng nhập tài khoản giao dịch vào. Ở bước 3.2 khi mình hướng dẫn về backtest tự động thì mình đã hướng dẫn rất chi tiết phần này. Nếu bạn đã tu qua mà chưa xem đoạn đó thì hãy quay lại bước 3.2 để xem nha. Trên MT4 không có sẵn tính năng backtest như trên TradingView. Vì vậy để có thể backtest thì ở bước tiếp theo bạn cần cài đặt một EA có tên là Shop4FX vào MT4. Bạn có thể hiểu đơn giản, Shop4FX là một phần mềm con cài vào phần mềm MT4 và hỗ trợ thêm các tính năng về backtest. Shop4FX là một phần mềm mà bạn phải trả tiền để sử dụng. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn chính thức trên bản có tính phí để tôn trọng bản quyền của phần mềm. Tuy nhiên, mình cũng sẽ cung cấp bản miễn phí trong phần tài liệu đính kèm của video và hướng dẫn cài đặt bản này dành cho những bạn nào muốn tiết kiệm chi phí. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt phần mềm có bản quyền. Để cài đặt phần mềm này thì đầu tiên bạn cần tải phần mềm này về máy tính. Để làm được điều này, bạn cần truy cập vào trang web của Shopbox FX. Mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả của video. Tại trang chủ, bạn chọn download và bấm vào đây để tải file cài đặt về máy tính. Sau khi tải file xong, bạn bấm copy. Sau đó mở phần mềm MT4 lên, chọn file Open Data Folder MQL4 Export và dán file số 4 fx vừa tải vào đây. Tắt hợp thoại này đi. Tiếp theo bạn bấm chuột vào Export Advisor ở bên trái biểu đồ, chọn Refresh. Tiếp theo bạn bấm vào dấu cộng phía trước Export Advisor. Bạn sẽ nhìn thấy phần mềm sub 4FX bên dưới. Bạn double click vào sub 4FX. Một hộp thoại hiện lên như thế này. Bạn lưu ý là bạn cần tích chọn vào một Allow DLL Import. Còn các mục khác có thể chọn hay không cũng không quan trọng. Sau đó bạn bấm OK. Chỗ này bạn chọn Full Mode, điền email và mã kích hoạt vào. Để có mã kích hoạt này thì bạn cần mua từ trang web của 4 Để mua phần mềm này thì bạn truy cập lại vào trang web của 4 và một pricing ở đây. Bạn có thể thấy phần mềm đang có giá là 109 đô la. Đây là phí cho Lifetime License, có nghĩa là bạn mua một lần và sử dụng trọn đời. Họ cũng có bản để mua miễn phí nhưng bản này chỉ thực hiện được 5 giao dịch nên mình thấy là không thể sử dụng được. Bạn cũng đừng quá lo lắng, mình sẽ cung cấp cho bạn bản miễn phí để đủ tính năng ở phần sau. Bây giờ để mua thì bạn bấm vào Buy Now. Sau đó điền thông tin của thẻ thanh toán và thông tin cá nhân của bạn. Trong đó trường quan trọng nhất mà bạn cần chú ý điền vào thật chính xác đó là email vì mã kích hoạt sẽ gửi về email mà bạn điền ở đây. Sau khi bạn bấm mua thì bạn sẽ nhận được một email như thế này, bao gồm email để login và mã kích hoạt. Bây giờ thì bạn có thể quay lại MT4 để điền thông tin kích hoạt này vào một login này. Mỗi mã kích hoạt sẽ đăng nhập được hai tài khoản MT4 khác nhau cùng lúc và bạn có thể reset lại để đổi tài khoản khác bằng cách truy cập vào địa chỉ mình đang để trên màn hình. Tóm lại là bạn cứ thoải mái đăng nhập mà không cần lo lắng là sẽ mất tài khoản. Tại đây thì bạn bấm OK. Để backtest thì bạn cần có dữ liệu quá khứ và để tải dữ liệu về máy thì bạn bấm vào Data Center ở đây. Học thoại Data Center sẽ hiện ra. Tại đây bạn chọn mã giao dịch muốn test. Rồi bấm Download bạn có thể tải toàn bộ dữ liệu về hoặc chọn tải theo số năm mà bạn muốn rồi bấm download. Bạn có thể cập nhật dữ liệu bằng cách bấm vào update. Hoặc xóa dữ liệu đi bằng cách bấm vào clear. Phía bên dưới hộp thoại là phần dữ liệu tin tức, bạn cũng cần bấm vào download để tải dữ liệu này. Sau khi tải dữ liệu xong thì bạn bấm vào close. Ở đây thì bạn đã sẵn sàng để cài đặt cho quá trình backtest. Trước khi hướng dẫn tiếp thì mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng bản miễn phí của phần mềm này dành cho những ai chưa có điều kiện mua phần mềm đầu tiên thì bạn cần inbox cho mình để truy cập vào tài liệu đính kèm của video. Trong phần tài liệu sẽ có file sub4fx phiên bản 1.85. Bạn tải file này về và cài đặt chấm hệt với phần mềm có bản quyền. Để chắc chắn là bạn làm được thì mình xin phép là nói lại lần nữa. Sau khi tải file xong, bạn bấm copy. Sau đó mở phần mềm MT4 lên, chọn file open data folder, mql 4 export và dán file sub4fx 1.85 vừa tải vào đây. Tắt hộp thoại này đi. Tiếp theo bạn bấm phải chuột vào mục Expert Advisor ở bên trái biểu đồ, chọn Refresh. Tiếp theo bạn bấm vào dấu cộng phía trước Expert Advisor, bạn sẽ nhìn thấy phần mềm 4FX phiên bản 1.85 bên dưới. Bạn double click vào 4FX phiên bản 1.85. Một hộp thoại hiện lên như thế này. Bạn chú ý là bạn cần tích chọn vào mục Allow DOL Import, còn các mục khác có thể chọn hay không chọn cũng không quan trọng, sau đó bấm OK. Bạn cũng bấm vào Data Center. Tuy nhiên tại đây, khác với phiên bản có bản quyền, bạn không thể download dữ liệu được. Để giải quyết chuyện này, mình sẽ cung cấp dữ liệu cho bạn dưới dạng file đính kèm theo video. Nhiệm vụ của bạn là cần biết cách chép dữ liệu đó vào đây. Đầu tiên thì bạn cần tải file dữ liệu mà mình cung cấp về. Nó sẽ nằm trong một dữ liệu số 4 mx Do file khá nặng và để chia sẻ cho bạn thì mình đang để trên Google Drive. Chính vì vậy mình chỉ có thể để file dữ liệu của 3 năm gần nhất của một số mã giao dịch phổ biến. Nếu bạn cần dữ liệu của nhiều mã hơn và dữ liệu dài hơn thì hãy inbox cho mình. Tham gia cộng đồng Happy và truy cập các dữ liệu này hoàn toàn miễn phí. Khi tải dữ liệu về thì bạn lưu vào một folder riêng. Ví dụ như ở đây mình lưu vào folder có tên là dữ liệu SuperMFX trong ổ DD. Sau đó bạn quay lại MT4. Trong hộp thoại Data Center bạn bấm vào Change Folder ở đây. Sau đó bạn chọn về folder mà bạn vừa tạo lúc nãy. Ví dụ như ở đây là folder dữ liệu SuperMFX trong ổ DD. Lúc này dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trong phần mềm mà bạn không cần phải download. Cuối cùng thì bạn bấm Close hộp thoại này là xong phần cài đặt. Như vậy là mình vừa hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cho cả trường hợp bạn mua bản quyền và trường hợp bạn muốn dùng bản miễn phí. Ở đây mình có một lưu ý là Sub 4 FX không sử dụng được trên các dòng máy mát. Vì vậy nếu muốn dùng máy tính mát thì cách duy nhất là bạn phải cài một máy ảo có chạy hệ điều hành Windows. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 trong bước 3.4 này. Trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng phần mềm để backtest. Từ phần này trở đi thì mình sẽ thao tác trên phần mềm có bản quyền mình lưu ý là những bạn sử dụng bản miễn phí cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì bạn có thể sử dụng hơn 90% tính năng của phần mềm và bạn hoàn toàn có thể thực hiện được việc backtest hiệu quả trên bản miễn phí này. Quay lại giao diện của phần mềm, sau khi bạn đã cài đặt xong dữ liệu ở một data center thì bạn sẽ nhìn thấy hai mục còn lại là một new simulation để tạo một phiên backtest mới và một Load simulation để tạo lại những phiên backtest mà bạn đã làm từ trước. Tại đây bạn bấm vào new simulation, một hộp thoại cài đặt cho phiên backtest sẽ hiện ra có ba mục chính trong hộp thoại là historical data, Main setting và advanced setting. mình sẽ hướng dẫn bạn từng một trong hộp thoại này. trong một historical data ở một provider, bạn bấm sổ xuống để chọn đơn vị cung cấp dữ liệu. chỗ này mặc định sẽ chọn Lucas Copy là một ngân hàng của thụy sĩ. sẽ có một số nhà cung cấp dữ liệu khác nhưng để bắt đầu thì chỗ này bạn cứ chọn Lucas Copy. một instrument bạn chọn mã giao dịch cần test. trong bước 3.4 này mình sẽ lấy lại chiến lược của bước 3.3 để test tức là chiến lược mà mình đang để trên màn hình này. Đây là chiến lược để test mã vàng. Vì vậy ở đây mình chọn mã giao dịch là XAUUSD. Lưu ý là chỉ những mã mà bạn đã tải dữ liệu vào data center mới xuất hiện ở đây. Tiếp theo là đến các cài đặt của mục Main Setting. Bạn chọn ngày bắt đầu backtest ở đây, ngày kết thúc backtest ở đây, đồng tiền của tài khoản ở đây. Thường thì sẽ chọn là USD. Bạn chọn giá trị tài khoản để bắt đầu ở đây. Như ở đây là mình chọn 10.000 đô la theo chiến lược. Bạn chọn múi giờ tại đây cuối cùng bạn chọn tích vào rewinding Allow để cho phép tu biểu đồ thành hai hướng hướng về phía tương lai và hướng ngược lại về quá khứ điều này sẽ thuận tiện hơn cho bạn nhưng cũng sẽ khiến bạn dễ ăn gian trong quá trình backtest tức là bạn đã thấy dữ liệu rồi bạn mới quay lại để vào lệnh điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả backtest ý nghĩa của mục này là như vậy bạn chọn hay không là tùy bạn thường thì khi backtest mình sẽ bỏ chọn mục này còn ở đây thì mình sẽ chọn để lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho đầy đủ tính năng cuối cùng là một advanced setting hai mục đầu tiên là pip size và lot size thì bạn chọn mã giao dịch phần mềm sẽ tự điều chỉnh ví dụ eu sẽ có cài đặt pip size lot size riêng và vàng sẽ có cài đặt pip size lot size riêng bạn sẽ không cần điều chỉnh phần này nếu không có vấn đề gì đặc biệt bạn chọn đòn bẩy ở đây phần mềm sẽ mặc định chọn đòn bẩy là 1 trên một tuy nhiên mình đề nghị bạn chỉnh lại đòn bẩy tối đa là 1 trên một ngàn bạn đừng lo lắng đòn bẩy cao sẽ khiến rủi ro cao chúng ta sẽ kiểm soát rủi ro bằng stop loss và việc đòn bẩy cao ở đây sẽ giúp bạn quản lý vốn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn mình biết là có rất nhiều bạn vướng mắc về vấn đề đòn bẩy này mình sẽ làm video khác để nói rõ hơn việc này tóm lại thì ở đây bạn chọn đòn bẩy là một trên một ngàn nha một spread thì bạn để mặc định là real bạn cũng có thể sổ xuống chọn fix và cài spread theo một số cố định tại đây thì mình sẽ chọn là real một commission per lot là một hoa hồng của sàn giao dịch bạn bấm tích vào thì sẽ cài được mức hoa hồng trên mỗi lot các sàn giao dịch sẽ ăn tiền hoa hồng hoặc là spread hoặc là cả hai. Như tài khoản mình giao dịch thì sàn giao dịch chỉ ăn spread, cho nên chỗ này mình sẽ bỏ chọn. Những cài đặt này liên quan đến phí giao dịch, mục đích là để đến lúc thống kê thì sẽ tính cả phần phí giao dịch này vào. Như vậy thì tiền lãi và tiền lỗ của bạn sẽ đúng với thực tế hơn. Một cuối cùng là Initial History on Chart. Đây là số ngày dữ liệu bên trái mà biểu đồ sẽ thể hiện cho bạn để bạn phân tích. Thường thì mình sẽ để con số này lên 500 ngày để có nhiều dữ liệu. Sau khi đã cài đặt xong thì bạn bấm vào Start Simulation. Sau khi bạn bấm vào Start Simulation thì sẽ hiện lên một hộp thoại Chart Selection. Ba mục này thì bạn để mặc định. Bạn chỉ cần điều chỉnh một Period để chọn khung thời gian mà bạn cần mở biểu đồ lên. Như chiến lược sẽ test này, cần xem biểu đồ khung 15 phút và biểu đồ khung 1 giờ thì mình sẽ bấm sổ xuống tại đây, chọn M15, sau đó bấm S, sau đó lại sổ xuống chọn H1 và bấm S lần nữa. Bây giờ để mở hai biểu đồ này lên thì bạn bấm vào chữ Open màu xanh này bạn sẽ thấy có hai tab biểu đồ mã dịch là XAUUSD có chữ offline ở khung 15 phút và khung 1 giờ xuất hiện ở bên dưới khung biểu đồ. Bây giờ bạn bấm close hộp thoại này lại, phần mềm sẽ xuất hiện một bảng điều khiển các chức năng backtest như thế này. Vì có khá nhiều tính năng nên bây giờ mình sẽ chia bảng điều khiển này thành 3 cụm chức năng để dễ hướng dẫn. Cụm 1 ở bên trái, cụm 2 ở bên phải và cụm 3 ở bên dưới. Đầu tiên là các chức năng trong cụm 1, trên cùng là một có chữ lot. Bạn bấm sổ xuống thì sẽ có lựa chọn risk phần trăm để cài rủi ro của từng lệnh theo phần trăm tài khoản và risk theo đô la để chọn rủi ro từng lệnh theo một số tiền cụ thể. Ở đây mình sẽ chọn rủi ro theo phần trăm và theo chiến lược giả định thì rủi ro này là 5%. Một SL pip, TP pip là để cài đặt stop loss và take profit theo một số pip cố định. Trong chiến lược giả định sẽ test thì mình sẽ cài stop loss theo key level, take profit theo reward and risk nên mình sẽ không cài đặt số pip cố định này mà thay vào đó sẽ dùng tính năng khác bằng cách bám vào visual mode tại đây mình sẽ hướng dẫn thêm tính năng Visual Mode này ở phần sau. Một template là một để bạn lưu lại các cài đặt của bạn điều khiển. Một này không quan trọng, bạn không cần quan tâm và có thể tìm hiểu sau. Một tray, khi bấm vào mục này thì một hộp thoại con sẽ hiện ra, sẽ có 5 tab chức năng. Tab Market và Tab Pending để bạn quản lý các lệnh đang có trạng thái và lệnh chờ. Tab History và Close Tray để xem các lệnh đã đóng. Tab Statistics để xem các số liệu thống kê của phim Big Test và đây là một tab rất quan trọng mình sẽ nói ở phần sau. Tab graph để xem sự tăng giảm của tài khoản bằng biểu đồ. Mình sẽ mở lại các mục này khi thao tác backtest ở phần sau để bạn dễ hình dung hơn. Tiếp theo là mục news. Đây là mục để bạn có thể xem được các tin tức ở thời gian mà các bạn giao dịch. Bạn sẽ chọn số tin đã ra và số tin sắp ra ở đây. Bên dưới thì bạn chỉ cần tích vào mục high impact để chọn xem các tin có ảnh hưởng lớn đến thị trường hay một còn lại thì bạn có thể bỏ chọn. Bạn có thể chọn các tin tức ảnh hưởng đến mã sản phẩm của bạn tại mục currencies. Như ở đây chiến lược giao dịch vàng thì mình sẽ chọn USD để chỉ xem các tin tức quan trọng liên quan đến đồng đô la. Bây giờ bạn có thể tắt hợp thoại tin tức đi, khi nào cần xem thì mở lên. Tiếp theo là một Chart. Đây là một để bạn thêm vào biểu đồ, các biểu đồ khung thời gian khi cần. Một này chúng ta đã thao tác lúc nãy nên mình không hướng dẫn lại. Tiếp theo là một history on chart. Một này để bạn chọn hiển thị lịch sử mua bán trên biểu đồ cho dễ quan sát. Một cuối cùng trong cụm chức năng số 1 là một section. Bấm vào đây thì bạn sẽ xem được các phiên giao dịch, thời điểm mà bạn giao dịch đang nằm ở phiên nào các mục này thì bạn có thể tắt đi và mở lên để xem bất kỳ khi nào mà bạn thấy cần thiết. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cụm chức năng số 2. Đầu tiên là tab market, tab này sẽ có hai nút buy và sell để bạn vào lệnh thị trường. Bên dưới là nút close Last để đóng lệnh vừa mới mở và nút close all để đóng tất cả lệnh. Tiếp theo là tab pending. Tab này để bạn vào lệnh chờ, bao gồm bốn nút buy stop, sell limit, buy limit, sell stop. Các lệnh này rất đơn giản, nếu bạn không biết thì Google để tìm hiểu thêm. Mình sẽ không giải thích ý nghĩa của các loại lệnh ở đây để tránh dài dòng. Bên dưới cũng có hai nút là delete last để xóa lệnh chờ gần nhất và delete all để xóa tất cả lệnh chờ. Tab tiếp theo là reset để bạn cài đặt command, challenge stop và break even. Chức năng này rất hữu ích cho những bạn sử dụng chiến lược giờ stop loss để có thể gồng lãi được xa hơn. Còn đối với chiến lược mẫu trong video này, mình trade theo reward and risk cố định nên phần này mình sẽ không cài đặt. Tab tiếp theo là tab account để xem lại lỗ của tài khoản. Cuối cùng là tab self. Đây là tab quan trọng, nó giúp bạn có thể save lại phiên backtest đang thực hiện bằng cách bấm vào Save Simulation. Tất cả cài đặt và quá trình của backtest sẽ được lưu lại vào một file như thế này. Bạn có thể load lại toàn bộ quá trình này bằng cách dùng tính năng Load Simulation để load lại file này. Ở hợp thoại khi khởi tạo phiên backtest mình đã nói ở phần trước. Cuối cùng là cụm chức năng thứ ba. Cụm này có hai thanh công cụ để bạn tua biểu đồ. Một Speed là để bạn tua qua tự động và một Navigation là để bạn tua qua thủ công. Ở một Speed thì bạn có thể kéo thanh trượt này để điều chỉnh tốc độ hoặc phải là nhanh và qua trái là chậm hay lựa chọn tích trên second và real time ở đây không quan trọng nên bạn không cần để ý sau khi bấm chọn tốc độ xong bạn bấm vào nút này để bắt đầu tua biểu đồ kế bên nút này có nút ba chấm bạn bấm vào thì sẽ xuất hiện ba lựa chọn tính năng này là để khi biểu đồ đang được tua qua thì nó sẽ dừng lại khi xuất hiện các điều kiện mà bạn chọn tích chọn chỗ SLTP thì biểu đồ sẽ dừng lại khi chạm stop loss hoặc chạm take profit Tích chọn chỗ Execution of Pending Order thì biểu đồ sẽ dừng lại khi chạm lên chờ. Tích chọn chỗ Rich Price thì biểu đồ sẽ dừng lại khi chạm một mức giá cụ thể mà bạn set ở đây. Thường thì mình sẽ tích vào hai mục đầu tiên. Tích xong thì bạn bấm Close. Ở mục Navigation thì bạn có thể bấm vào đây để sổ xuống chọn khung thời gian mà bạn sẽ tu qua. Như chiến lược này, bạn giao dịch ở khung 15 phút thì bạn sẽ chọn khung 15 phút. Nút Next Bar và Reverse Bar là để tu tới phía trước và tua lùi lại. Chỗ tích chọn Bar Start hay là Bar End là để chọn đến dừng lại khi đóng cửa hay dừng lại khi mở cửa. Mục này không quan trọng, bạn chọn cái nào cũng được. Bên dưới mục Navigation là chỗ để thể hiện giá trị tài khoản hiện tại và lời lỗ của các lệnh đang mở. Hợp thoại cuối cùng của phần mềm số 4 FX là chỗ này. Chỉ có duy nhất một tính năng trong khu vực này mà bạn cần dùng đến và mình sẽ nói trong lúc x test. Còn khi không cần dùng đến thì bạn có thể bấm vào đây để tắt nó đi và bấm vào đây lần nữa để mở nó lên. Như vậy là mình đã giới thiệu xong toàn bộ tính năng của phần mềm số 4 FX. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần 3 của bước 3.4 này. Phần 3. Thực hiện backtest trên phần mềm số 4 fx Trước khi chúng ta tiến hành phân tích và vào lệnh thì bạn cần điều chỉnh lại biểu đồ một chút cho dễ nhìn. Bạn bấm tổ hợp phím alt cộng R để các cửa sổ tự sắp xếp lại bên cạnh nhau như thế này. Cửa sổ đang để hình phần mềm này thì bạn thu nhỏ lại. Bạn lưu ý là đừng tắt cửa sổ này mà chỉ thu nhỏ lại. Vì nếu bạn tắt cửa sổ này đi thì phần mềm cũng sẽ bị tắt. Sau khi thu nhỏ cửa sổ này thì bạn bấm Alt R lần nữa để phần mềm sắp xếp thành hai biểu đồ đặt cạnh nhau như thế này. Một bên là biểu đồ khung 15 phút và bên còn lại là biểu đồ khung 1 giờ. Bạn có thể bấm phải chuột vào biểu đồ, chọn Properties để điều chỉnh lại màu sắc và cài đặt cơ bản của biểu đồ theo sở thích của bạn. Phần này mình xin phép không nói chi tiết để tránh dài dòng. Nếu không làm được thì bạn có thể search Google về cách sử dụng MT4 để thực hiện được một cách dễ dàng hoặc bạn có thể inbox cho mình để nhận được hỗ trợ. Sau khi điều chỉnh xong thì bạn sẽ có một giao diện như thế này. Trong chiến lược giả định thì chúng ta có dùng đường EMA50. Để mở EMA50 lên thì bạn chọn Insert, Indicator, Trend, Moving Average. Bạn chọn độ dài đường trung bình là 50 tại đây. Chọn loại đường trung bình là Exponential. Chọn màu và độ dày đường trung bình. Sau đó bấm OK. Đến đây thì mọi thứ đã sẵn sàng cho việc test. Chúng ta sẽ tu qua biểu đồ và tìm kiếm điểm vào lệnh theo chiến lược giả định. Tại đây chúng ta có thể thấy là khung H1 đang có một uptrend với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Trong một uptrend ở khung H1 thì chúng ta sẽ tìm cơ hội bay ở khung 15 phút như chiến lược giả định đã đề ra. Chúng ta có một số key level cần vẽ ở đây. Bạn bấm vào công cụ hình chữ nhật bên trên biểu đồ và vẽ các key level này. Tại đây, mình muốn đồng bộ các key level đã vẽ ở khung H1 qua khung 15 phút. Như vậy sẽ dễ theo dõi hơn. Để đồng bộ các hình vẽ giữa các khung thời gian thì bạn chọn hình vẽ cần đồng bộ. Sau đó mở hộp thoại ở chỗ dấu cộng này lên. Bấm từ chữ Object chuyển sang màu cam như vậy. Rồi bấm vào Clone bạn có thể thấy là các key level này đã ngay lập tức được đồng bộ qua khung 15 phút. Tại khung 15 phút mình vẽ thêm trendline như thế này. Tại đây chúng ta có thể thấy là đang có một vùng hợp lưu giữa key level, trendline và EMA. Chúng ta sẽ tiếp tục tu qua biểu đồ để chờ phản ứng giá với vùng này và chờ có mô hình nến xác nhận để vào lệnh. Tại đây giá đã phản ứng đúng với vùng hợp lưu và có mô hình nến nhấn chìm tăng giá. Mình sẽ vào lệnh buy từ đây. Chiến lược này không quy định về phiên giao dịch và điều kiện tin tức nên mình sẽ không xem. Trong trường hợp bạn quan tâm đến phiên giao dịch thì có thể bấm vào section để xem. Thời điểm này là 8 giờ 45 phút sáng và đang ở phiên Á. Thêm nữa, nếu bạn lại quan tâm đến tin tức thì bạn có thể bấm vào news để kiểm tra. Ở đây bạn có thể thấy là trong 10 giờ 45 phút tới đây sẽ có 3 tin rất quan trọng liên quan đến đồng đô la, trong đó có cả tin Anh Farm. Tuy nhiên, với khung 15 phút mà còn đến tận 10 giờ 45 phút nữa mới ra tin thì bạn cũng có thể yên tâm giao dịch sau khi đã check các điều kiện này mà bạn thấy mọi thứ đều ổn thì bạn có thể vào lệnh. Nếu thấy không ổn thì bỏ qua. Với điều kiện này thì mình thấy là ổn và mình sẽ vào lệnh buy tại đây. Theo chiến lược giả định thì mình sẽ buy market và sẽ stop loss dưới key level. Vì vậy trong bảng điều khiển bạn nhớ chọn vào visual mode, bấm vào nút buy ở top market. Lúc này phần mềm sẽ tạo ra hai đường màu xanh và màu đỏ trên biểu đồ. Đường màu đỏ là để xác định mức giá sẽ stop loss. Mình sẽ kéo đường này xuống dưới key level. Đường màu xanh là để xác định mức giá take profit mình sẽ kéo lên để có tỷ lệ reward and risk bằng 2. Sau đó bạn bấm vào accept là xong. Tại đây mình cũng hướng dẫn thêm một chút, trong trường hợp bạn không vào lệnh market mà vào lệnh chờ thì bạn sẽ vào tab pending và chọn một trong bốn loại lệnh này, tùy thuộc vào chiến lược gia đình của bạn. Ví dụ bạn chọn buy limit chẳng hạn. Khi bạn chọn một lệnh chờ thì phần mềm sẽ tạo ra ba đường thẳng. Đường màu đỏ vẫn là để xác định giá stop loss, đường màu xanh vẫn là để xác định giá take profit, còn đường màu cam là đường để xác định giá vào lệnh mà bạn muốn đặt cho lệnh chờ Ví dụ mình sẽ xác định các mức giá như trên hình, sau khi xác định xong thì bạn cũng bấm Accept là xong. Trong chiến lược giả định thì mình dùng lệnh Market, vì vậy ở đây mình sẽ quay lại lệnh Market cho đúng chiến lược đã đề ra. Sau khi bấm Accept, để vào lệnh bạn có thể tua qua để xem kết quả. Trong quá trình giá di chuyển bạn có thể bấm vào Tab Trade để quản lý lệnh. Tại đây bạn có thể bấm đóng lệnh bằng cách bấm vào chỗ dấu ít này, hoặc bấm Close All để đóng tất cả lệnh. Bạn có thể điều chỉnh lại Stop Loss hoặc Take Profit bằng cách bấm vào dấu ít ở đây. Sau đó bạn bấm vào dấu cộng để cài lại. Phần mềm sẽ xóa mất Stop Loss hoặc Take Profit cũ đi và tạo ra một đường thẳng mới như thế này để bạn kéo thả và xác định mức giá Stop Loss hoặc Take Profit mới. Điều này sẽ giúp các bạn muốn dời Stop Loss và gồng lệnh có thể điều chỉnh được Stop Loss và Take Profit trong lúc giá di chuyển. Trong chiến lược giả định thì mình sẽ giao dịch với tỷ lệ Reward and Risk là 2 trên 1 cố định theo kiểu Set and Forget. Set and Forget là đã vào lệnh thì không thay đổi gì nữa một là chạm stop loss còn hai là chạm take profit nên mình sẽ trả lại setup như ban đầu mà không thay đổi stop loss và take profit trong suốt quá trình có lệnh sau đó mình tu qua để xem kết quả tại đây thì giá đã chạm điểm take profit bạn có thể bấm vào history on chart để xem lịch sử lệnh đã vào bên dưới bảng điều khiển cũng đã hiển thị mức giá trị tài khoản mới và lợi nhuận cho lệnh này là khoảng 10% trên trading view thì sau khi kết thúc một lệnh bạn sẽ phải mở bản tính lên để nhập dữ liệu còn ở đây dữ liệu sẽ tự được ghi nhận và thống kê vào phần mềm bạn có thể bấm vào một trade để xem các dữ liệu này. Khi bấm vào một trade, bạn có thể bấm vào tab history và close trade để xem lịch sử lệnh. Bạn có thể bấm vào graph để xem biểu đồ tăng trưởng vốn và bấm vào statistics để xem rất nhiều số liệu thống kê như thế này. Chúng ta sẽ quay lại biểu đồ giá để trade thêm một số lệnh trước khi quay lại đây để xem dữ liệu. <laughs> mình vừa trade xong 10 lệnh để có thêm dữ liệu. Kết vào lệnh của chiến lược này mình đã giới thiệu rất chi tiết trong các video đang để trên màn hình và các video ngắn mà mình giao dịch trên tài khoản thật. Bạn hãy tham khảo thêm các video này trên kênh Happy Trade để hiểu rõ hơn cách mình vào lệnh. Còn trong phạm vi của video này, mình sẽ không phân tích điểm vào lệnh quá nhiều để tránh dài dòng. Bây giờ bạn bấm lại vào mục trade để xem lịch sử giao dịch, biểu đồ vốn và đặc biệt là tab statistics. Tại đây sẽ có rất nhiều số liệu như lợi nhuận, các tỷ lệ sụt giảm tài khoản, drawdown, số lệnh đã giao dịch và hệ số lợi nhuận profit factor. Các số liệu này tương đồng với các số liệu khi backtest tự động trên MT4 và bao gồm hầu như tất cả các số liệu thống kê trên TradingView. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn các số liệu thống kê này ở bước 4 về thống kê, cũng là bước cuối cùng của video này. Đó sẽ là một nội dung cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải xem. Nhân tiện thì mình cũng sẽ chiếu lướt qua kết quả của các anh chị học viên trong khóa học backtest của mình. Các anh chị này đã thực hiện theo cách chính xác những gì mà mình vừa hướng dẫn cho bạn trong video này. Bạn có thể bấm tạm dừng video lại nếu muốn tham khảo. Các khóa học của mình thì đều hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy inbox cho mình để tham gia nha. Tại đây, mình muốn lưu ý thêm là trong backtest tự động, mỗi lần bạn điều chỉnh các chi tiết nhỏ trong chiến lược như tỷ lệ trình Risk, độ dài đường EMA, chỗ đặt Stop Loss, Take Fit, bạn chỉ cần thay đổi setting và chạy lại phần mềm là có kết quả mới. Còn ngược lại trong backtest thủ công, thì bạn sẽ phải làm lại quá trình backtest với chiến lược mới từng lệnh bằng tay làm lại hàng trăm lệnh với định nghĩa chiến lược mới sẽ tốn của bạn rất nhiều thời gian công sức và công việc này cũng rất nhàm chán tuy nhiên đây chính xác là những gì mà mình và các trader thành công đã làm và việc backtest có thể nói là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công hay thất bại của bạn ở đây sẽ có một câu hỏi dành cho bạn bạn có muốn trở thành một trader thành công hay không nếu có thì bạn sẽ quyết tâm và bỏ ra công sức đến đâu trong quá trình kiểm định chiến lược này hay bạn sẽ sớm bỏ cuộc và chỉ muốn có được kết quả nhanh chóng mà không hề hiểu rõ về hiệu suất chiến lược của mình Trước khi đi tiếp, nếu bạn thấy thích video này thì hãy bấm nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bước 4. Thống kê, đọc dữ liệu và các kết luận. Những trader giao dịch hiệu quả qua nhiều năm đều hiểu rằng họ không thể dựa vào bất kỳ tín hiệu nào để chắc chắn có được chiến thắng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì giao dịch luôn mang tính xác suất và thị trường luôn có tính ngẫu nhiên. Bạn phải chấp nhận và quản lý tốt xác suất để có được lợi nhuận bền vững và để quản lý xác suất thì bạn phải có số liệu thống kê để so sánh ước lượng điều chỉnh và cải thiện chiến lược qua thời gian và tất cả những gì mà bạn làm từ đầu video đến giờ là để có số liệu thống kê ở bước thống kê này mình sẽ chia làm hai phần phần 1 mình sẽ nói về ý nghĩa của các số liệu thống kê phần 2 mình sẽ nói về mối liên hệ tương quan giữa các số liệu phần 1 đầu tiên chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của các số liệu thống kê chúng ta vừa trải qua bốn lựa chọn để backtest và tạo ra các bảng dữ liệu thống kê khác nhau đây là bản thống kê khi backtest tự động trên TradingView. Trong phần kết quả backtest, bạn chọn tab Performance Summary sẽ có rất nhiều số liệu ở đây. Còn đây là bản thống kê khi backtest thủ công trên TradingView. Đây là bản tính đơn giản do mình tự làm ra. Các bạn hoàn toàn có thể tính thêm nhiều chỉ số khác nếu bạn muốn. Đây là bản thống kê khi backtest tự động trên MT4 ở phần Report. Còn đây là bản thống kê khi backtest thủ công bằng số FX trên MT4 và các bạn xem ở trong một Statistics. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều số liệu thống kê ở đây. Trong phạm vi của video này, mình sẽ không nói hết tất cả các số liệu này, vì chắc chắn là nó sẽ khiến bạn trở nên rối rắm một cách không cần thiết. Thay vào đó, mình sẽ chỉ cho bạn 6 chỉ số quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm trong phần thống kê dữ liệu của một phiên backtest. Một là lợi nhuận profit, nếu là số âm thì đó là số tiền lỗ, còn số dương thì là số tiền lời. Tất nhiên là chúng ta cần số này là số dương và tiền lời càng lớn thì càng tốt. Hai là tỷ lệ thắng win rate. Một số bảng thống kê sẽ không tính sẵn con số này mà chỉ có tổng số lệnh trade, số lệnh thắng, số lệnh thua lúc này bạn chỉ việc lấy số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh đã giao dịch thì bạn sẽ có được tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng là một chỉ số quan trọng. Về cơ bản thì tỷ lệ thắng càng cao thì càng tốt. Nhưng bạn cũng cần lưu ý là tỷ lệ thắng cao không đồng nghĩa với việc bạn sẽ có lợi nhuận. Có những chiến lược mà tỷ lệ thắng lên đến 90%, như các chiến lược DCA chẳng hạn. Nhưng cuối cùng bạn vẫn cháy tài khoản. Tỷ lệ thắng phải kết hợp với một tỷ lệ reward risk đủ tốt để bạn có được lợi nhuận. Trong các chiến lược của mình, thì win rate sẽ dao động từ 40% đến 60%. Và chỉ cần tỷ lệ thắng như vậy đi kèm với reward trên risk đủ tốt là bạn đã có lợi nhuận ổn định rồi. Ba là tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro, reward trên risk. Chỉ số này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến lược giao dịch có một tỷ lệ reward trên risk cố định như chiến lược giả định mà mình đã nói ở phần backtest thủ công. Tỷ lệ reward trên risk yêu thích của mình thường là 2 trên 1. Việc thay đổi các tỷ lệ reward trên risk khác nhau để tìm ra một tỷ lệ reward trên risk tối ưu cho một chiến lược trên một mã sản phẩm cụ thể ở một khung thời gian cụ thể là một trong các bước quan trọng của backtest. Còn trong các chiến lược Take Profit linh động và Trailing Stop thì chúng ta có một chỉ số khác bao quát hơn, đó là Profit Factor. 4 là Profit Factor. Mình tạm dịch là tỷ lệ lời lỗ. Chỉ số này tính bằng cách lấy tổng số tiền lời chia cho tổng số tiền lỗ trong một giai đoạn. Bạn sẽ ra được một con số có ý nghĩa là trên mỗi đồng tiền lỗ thì bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền lời. Với ý nghĩa như vậy thì bạn cần có một tỷ lệ Profit Factor lớn hơn một và tỷ lệ Profit Factor càng cao thì càng tốt. Khi xây dựng các chiến lược giao dịch thì mình thường hướng đến một tỷ lệ Profit Factor lớn hơn 2 Năm là tỷ lệ sụt giảm tối đa max drawdown. Max drawdown có thể tính thành một số tiền hoặc một tỷ lệ. Thường thì mình thích dùng tỷ lệ hơn. Max drawdown càng cao thì càng rủi ro và khi max drawdown bằng 100% có nghĩa là bạn đã cháy tài khoản. Vì vậy bạn cần một tỷ lệ max drawdown càng thấp càng tốt. Max drawdown xảy ra có nghĩa là bạn đang lỗ và khi bạn đang thua lỗ thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của bạn. Vì vậy ngoài chuyện quản lý rủi ro thì việc kiểm soát max drawdown trong một tỷ lệ hợp lý còn giúp tâm lý giao dịch của bạn ổn định hơn trong các chiến lược giao dịch của mình thì mình thích một tỷ lệ max drawdown luôn nhỏ hơn 30%. 6 là số lệnh thua liên tiếp tối đa, max consecutive losses. Chỉ số này cho biết chuỗi lệnh dài nhất mà bạn thua liên tục. Đối với mình, chỉ số này quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý giao dịch. Khi bạn vào lệnh rồi thua, vào lệnh rồi lại thua liên tục thì bạn sẽ bị tâm lý nghi ngờ phương pháp, nghi ngờ bản thân dẫn đến mất đi tính nhất quán. Bạn sẽ không biết chuỗi thua này sẽ tiếp diễn đến bao giờ và bạn sẽ bị mất phương hướng. Ngược lại khi bạn backtest và biết được chuỗi thua liên tiếp của bạn là 8 lệnh chẳng hạn thì khi bạn thua đến lệnh thứ ba liên tiếp bạn sẽ vẫn đủ bình tĩnh để tiếp tục giao dịch một cách nhất quán vì lúc đó bạn đã biết là mình đang sử dụng một chiến lược có chuỗi thua liên tiếp lên đến 8 lệnh trong lịch sử giao dịch thực tế của mình thì chuỗi thua liên tiếp của mình là 6 lệnh ngoài 6 chỉ số này thì còn có một chỉ số khác cũng hay được nhắc đến trong giao dịch và đầu tư đó là tỷ lệ sub ratio bạn sẽ thấy tỷ lệ này khi backtest tự động trên TradingView view đây là tỷ lệ cho thấy tương quan giữa tỷ lệ lợi nhuận và mức độ biến động tài khoản tuy nhiên tỷ lệ này chỉ phù hợp trên khung một ngày ở dài hạn nên đối với công việc giao dịch như bạn và mình đang làm ở các khung thời gian theo giờ và theo phút thì mình thấy là không phù hợp để sử dụng. Tiếp theo mình sẽ nói về mối liên hệ tương quan giữa các số liệu. Tới đây thì bạn đã biết được các chỉ số quan trọng nhất mà bạn cần chú ý trong phần thống kê và ý nghĩa của các chỉ số này. Tuy nhiên trong quá trình backtest và tối ưu chiến lược thông qua các chỉ số thì sẽ có lúc bạn cần tìm ra điểm cân bằng giữa các chỉ số. Sẽ không có một chiến lược nào hoàn hảo giúp cho bạn có được mọi chỉ số như ý bạn muốn đôi khi bạn sẽ cần đánh đổi chỉ số này để có được chỉ số khác bây giờ thì mình sẽ đưa ra hai sự tương quan về số liệu để cho bạn dễ hình dung một là tương quan giữa tỷ lệ thắng win rate và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro reward and risk tỷ lệ thắng và tỷ lệ reward and risk là hai chỉ số tỷ lệ nghịch với nhau khi bạn muốn tỷ lệ reward and risk cao thì bạn phải đánh đổi bằng một tỷ lệ thắng thấp hơn và ngược lại bạn sẽ cần tìm ra tỷ lệ tối ưu cho lợi nhuận nhưng mình có một lưu ý là có một số chiến lược có tỷ lệ reward and risk rất cao và tỷ lệ thắng rất thấp mặc dù có thể cho lợi nhuận cao đi nữa thì bạn cũng không nên lựa chọn vì khi tỷ lệ chiến thắng thấp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của bạn và bạn không nên giao dịch với một hệ thống sẽ làm cho tâm lý giao dịch của bạn lên xuống thất thường ví dụ tỷ lệ thắng là 20% và reward to risk là 10 trên 1 đi sẽ cho lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với tỷ lệ thắng là 50% và reward to risk là 2 trên 1 nhưng mình sẽ vẫn chọn tỷ lệ thắng 50% với reward to risk là 2 trên 1 vì nó giúp mình có tâm lý ổn định hơn và tâm lý suy cho cùng cũng là một loại rủi ro hai tương quan giữa lợi nhuận max drawdown và tỷ lệ rủi ro của mỗi lệnh lợi nhuận và max drawdown có tỷ lệ thuận với nhau lợi nhuận cao thì rủi ro lớn và ngược lại tất nhiên bạn và mình đều muốn có lợi nhuận cao nhất với rủi ro thấp nhất muốn như vậy bạn phải tìm ra điểm cân bằng giữa chúng khi bạn có được một chiến lược mang lại lợi nhuận thì bạn cần phải xem xét tỷ lệ sụt giảm tối đa của nó là bao nhiêu ví dụ trong chiến lược a bạn giao dịch với rủi ro là hai phần trăm một lệnh chiến lược a này giúp bạn có lãi trung bình là hai mươi phần trăm một tháng và max drawdown là mười phần trăm lúc này bạn hoàn toàn có thể tăng rủi ro của mỗi lệnh lên gấp đôi là bốn phần trăm một lệnh để có lãi tốt hơn là 40% một tháng, với max drawdown cũng tăng lên là 20%, vì max drawdown 20% là có thể chấp nhận được. Một ví dụ khác, trong chiến lược B, bạn giao dịch với tỷ lệ rủi ro là 5% một lệnh. Chiến lược B này mang lại cho bạn tỷ lệ lãi trung bình là 100% một tháng, với max drawdown là 50%. Max drawdown 50% là khá cao và sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Lúc này bạn có thể điều chỉnh lại tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh giảm xuống một nửa, còn 2,5%, để có tỷ lệ lãi là 50% một tháng và max drawdown là 25%. Mặc dù bạn chấp nhận hy sinh lợi nhuận nhưng đổi lại bạn có một tỷ lệ max drawdown an toàn hơn và giúp bạn có tâm lý giao dịch ổn định hơn. Như vậy là mình vừa nói xong về các số liệu thống kê quan trọng đối với trader. Mặc dù đây là một nội dung cực kỳ quan trọng nhưng khi làm nội dung này thì mình không chắc là sẽ có nhiều người sẽ quan tâm và theo dõi. Vì vậy nếu bạn thấy thích những nội dung như thế này thì hãy để lại bình luận để cho mình biết nha. Mình sẽ làm thêm các video chuyên sâu về các số liệu này để bạn có thể tối ưu tốt hơn cho chiến lược của bạn. Nếu bạn xem đến đây thì chắc chắn là bạn đang rất nghiêm túc với việc học hỏi về giao dịch để truyền tải đầy đủ các kiến thức, kinh nghiệm của mình một cách chi tiết và dễ hiểu. Video của mình thường sẽ rất dài như thế này. Sẽ không dễ để có nhiều người có thể xem hết video để tạo nên một mức độ viral và phát triển kênh youtube này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc phát triển kênh không phải là mục đích của mình. Mục đích của mình là giúp cho các bạn có kiến thức đầy đủ, mang tính thực tế và xem xong thì các bạn có thể làm được. Như vậy thì việc mình ngồi cặm cụ nhiều ngày, edit từng chi tiết rất nhỏ của video mới có ý nghĩa. Mình rất cảm ơn bạn đã kiên nhẫn xem đến đây. Bạn cũng nên cảm ơn chính mình đã kiên nhẫn không bỏ cuộc trong quá trình học hỏi về giao dịch. Bạn có thể sẽ thấy những nội dung như thế này là phức tạp và không hề dễ nuốt một chút nào. Và đúng là như vậy. Kiến thức về giao dịch sẽ không chỉ là việc bạn học các phương pháp cung cấp cho bạn điểm mua và bán. Các phương pháp giao dịch như vậy thường rất dễ học, nhưng nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Để kiếm được tiền lâu dài thì bạn sẽ phải chịu khó học hỏi và đầu sâu những gì còn ẩn bên trong các hệ thống giao dịch mang lại lợi nhuận ổn định. Kỹ năng backtest, thống kê, đọc dữ liệu chính là một trong những thứ như vậy. Nếu bạn học được điều gì đó từ video này, thì hãy bấm like, subscribe và nhấn chuông thông báo nha. Bạn cũng đừng quên inbox cho mình để tham gia cộng đồng Habitrue và các khóa học hoàn toàn miễn phí của mình. Xin cảm ơn và hẹn sớm gặp lại bạn. Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist and we